Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, tối hôm nay ngày chủ nhật 9 tháng 11 năm Tân Sửu, chúng nghe pháp online được hoan hỷ hân hạnh cung đón Đại Đức Giảng Sư Đạo Hiệu Thích Quảng Phước, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, hiện là trưởng ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh Gia Lai và trụ trì chùa Mỹ Thạch, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xin mời tất cả chư nam nữ Phật tử nở một nụ cười tươi cung đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, tối hôm nay hội chúng nghe pháp online được hân hạnh phát kinh tính pháp với chủ đề là nguồn gốc và ý nghĩa lễ hoa đăng. Niệm Phật cầu gia hộ và ban pháp tâm cho nam nữ chúng con được đạt tâm kim pháp đạo. Một Phật xin thành kính cung đảnh. Như là Phật cung kính đại chúng, chúng ta đồng chắp tay trước được niệm danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần, bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, cung kính bái bạch trên chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021, nhằm vào ngày 9 tháng 11 năm Tân Sửu. Thì theo sự chỉ dạy của chư tôn hiền đức trong ban Hoằng Pháp của ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, thì các vấn đề cũng vâng lời chỉ dạy chư tôn đức, hôm nay được dịp đến sinh hoạt cùng đại chúng. Thì với cái chủ đề cũng được chư tôn đức chỉ dạy, đã chia sẻ về cái đề tài về chúng ta cùng phải tìm hiểu một trong những lễ hội hết sức là quan trọng của Phật giáo của chúng ta, đó là lễ hội hoa đăng. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thưa toàn thể đại chúng. Thì chúng ta thường đến với Phật pháp vừa rồi trong tối hôm nay cũng được nghe đại chúng cũng có một cái thời khó tụng kinh hết sức là trang nghiêm ấm cúng giữa cái mùa đông, giữa đại dịch Covid cũng còn mong trước hết, thì cha chúng con được cung kính đảnh lễ nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn chứng minh gia hộ chư tư tôn hiền đức, pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ Phật sự được viên thành. Và kính chúc quý Phật tử tính pháp mọi người luôn luôn được thân khỏe tâm an và luôn luôn được sức khỏe tốt đẹp, được vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cũng giống như vượt qua đại dịch hết sức là khó khăn cực khổ trong những năm tháng vừa qua. Thưa toàn thể quý Phật tử, thì chúng khi mà đến với Phật giáo á, tất cả những nghi thức nghi lễ chúng ta tụng kinh kệ và thậm chí ngồi thiền, thì chúng ta phải có những cái sự trợ duyên, cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh thì để giúp phần để làm cho chúng ta trong cái thời khó tu tập công đức luôn được viên mãn và tiến triển tốt đẹp. Trong một khóa lễ mà đỡ có sự trang nghiêm thanh tịnh thì thông thường ở tại trong các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh tháp, niệm Phật đường hay là ở tại tư gia, thì chúng ta cũng luôn luôn cố gắng, nếu mà có được
ban thờ Phật hay là có một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh thì trợ duyên tu tập chúng ta được nhiếp tâm và công đức tăng trưởng rất là tốt. Thông thường mà đề cập tới trong Phật giáo những nghi thức nghi lễ ở trước mặt chúng ta đã bước đầu vào khóa lễ trợ duyên cho mọi chuyện được tốt đẹp đó. Thì chúng ở trong Phật giáo thường đề cập tới ba yếu tố đó là hương, hoa và đăng. Anh Di Đà Phật, con trình bày quý chư tôn đức với các Phật tử có nghe được không ạ? Một Phật nghe rõ được Phật đấy. Dạ, Anh Di Đà Phật. Thế thì có ba yếu tố để mà trợ duyên trong quá trình mà chúng ta tụng kinh hay niệm Phật hay những thời khó lễ. Ba yếu tố được gọi chung là hương, hoa và đăng. Hương á là chỉ cho yếu tố gọi là nhang hay là trầm, đó là về mặt yếu tố vật chất. Còn về mặt tinh thần, hương có ba, có năm cái yếu tố: có giới hương, định hương, hệ hương, và giải thoát, và giải thoát tri kiến hương. Còn trong các khóa lễ thì trong tương gia, cho dù trước bàn thờ gia tiên của mình hay bàn thờ Phật thì phải có luôn có bát nhang. Mình nói dễ hiểu đó là bát nhang thì luôn luôn có yếu tố đó là hương. Thì trầm hay là hương đó là một trong yếu tố chúng ta để nhiếp phục cái tâm của mình. Mỗi một bà thời khó như được cái sự quý chư tôn thiền đức, tăng ni, các quý sư hòa thượng thì hướng dẫn chúng ta cái cách dâng hương. Chẳng hạn như trước bắt đầu khóa lễ thì chúng ta dâng hương là giới hương, định hương, hay là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương dâng lên khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo Phật pháp làm lành, hay là theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bốn biển khổ mùa mê, chóng quay về bờ giác. Đó là những cái lời nguyện hết sức là chân thành, chí thiết của người con Phật trước một cái thời khó để chúng ta nhiếp tâm mình vào vấn đề tu tập ở trước ban thờ tam bảo chánh điện, hay là ở trước ban thờ gia tiên của mình mỗi khi chúng ta thắp nén hương. Cho nên luôn có cái yếu tố thứ nhất là hương. Yếu tố thứ hai là hoa. Ở trên bàn Phật hay là trên ban thờ thờ Quan Âm Bồ Tát hay bên thờ gia tiên, một trong những yếu tố mà để mà thể hiện cái tấm lòng thành của mình đó là hoa. Và yếu tố thứ ba đó là đăng. Đăng hay còn gọi là đèn. Thì đó là những yếu tố, ba yếu tố cơ bản nhất mà người con Phật của chúng ta trước một cái thời khó hay là trong những khó lễ để mà chúng ta nhiếp cái tâm mình gọi là hương, hoa và đăng. Từ ngàn xưa cho tới nay á thì trong các lễ hội thì có hai yếu tố, đó là hoa và đăng. Hoa là gì? Hoa tức là một bông hoa bên ngoài. Hoa là tượng trưng cho những cái gì tốt đẹp, cái lòng thành kính, cái hương thơm, cái giới đức và những cái gì thanh tịnh, từ bi, tốt đẹp nhất của người con Phật, của tấm lòng của mình để mình dâng lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, là tượng trưng những gì tốt đẹp nhất của cái tấm lòng trên cuộc đời này. Đăng là gì? Đăng là đèn. Đăng cũng có nghĩa là tượng trưng cho ánh sáng, trí tuệ, ánh sáng của bát nhã, tượng trưng cho những gì tốt đẹp, quang minh, chói lọi giữa cuộc đời này. Hai yếu tố này về sau đã được kết hợp lại trở thành một cái nghi thức gọi là hoa đăng ở trong Phật giáo. Và không những trong Phật giáo mà khắp mọi nơi ở trên thế giới, không những giới hạn ở trong Phật giáo mà các tôn giáo gần như cũng đều có. Và thậm chí mọi con người dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì ít nhiều người ta cũng hướng đến vấn đề hoa đăng. Thưa toàn thể đại chúng, thì gần đây nhất á thì vào ngày 19 tháng 11 2021 vừa qua thì tại Việt Nam của chúng ta, nói riêng cũng giống như trên toàn thế giới, nhiều rất là nhiều nước cũng đã do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương của Việt Nam đã đại diện cho quốc gia Việt Nam đã đứng ra tổ chức một cái lễ hội cầu nguyện, lễ hội hoa đăng cho các cái nạn nhân mà đã bất hạnh qua đời vì đại dịch Covid-19. Thì trong cái buổi lễ đó, nếu mà các Phật tử nào có để ý thì chúng ta theo dõi thì cái hình ảnh hoa đăng được xem như một hình ảnh tượng trưng và lung linh và huyền ảo, thành kính,
an ủi được phần nào cho những cái nạn nhân bất hạnh, những bệnh nhân qua đời vì đại dịch Covid-19. Hình ảnh ở tại Sài Gòn hay ở tại Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trên những dòng sông vân vân, thì chúng ta theo dõi hình ảnh đó, chúng ta thấy được cái sự thiêng liêng và hết sức là thành kính của cái buổi lễ hội hoa đăng đó. Và đến với Phật giáo của chúng ta thì trong từ đầu năm, thì nếu mà các Phật tử chúng ta để ý thì chúng ta thấy chẳng hạn đầu năm á, thì chúng ta có ngay từ đầu năm thì chúng ta đã có dâng hương hoa lên ban thờ Phật, ban thờ Bồ Tát, ban thờ Gia Tiên. Thì nữa thì tới những cái đàn tràng dược sư cầu an Minh Nguyên, Minh Niên á, thì trong những từ mùng 1 cho tới ngày rằm. Để tới ngày rằm á, có một cái lễ hội mà ở đặc biệt là đất nước mà đông dân nhất thế giới là đất nước Trung Quốc, thì có cái lễ hội đó gọi là lễ hội hoa đăng, gọi là rằm thượng nguyên đó. Thì vào ngày rằm tháng giêng của đất nước có đông dân số đông nhất trên thế giới, đó đất nước Trung Quốc, dân số hiện nay hơn 1.400 triệu người. Cái dân số cái thứ hai thì nếu mà các tự chúng ta để ý á, thì từ trên thế giới cái vấn đề hoa đăng á, đất nước thứ hai là đất nước Ấn Độ, có dân số hiện nay cũng là 1.300.000.000 người. Thì cái đất nước đó có cái dân số rất là đông và lễ hội hoa đăng ở đất nước này tổ chức rất là lớn, đó là lễ Diwali. Và đến với những cái quốc gia trên thế giới, rất là nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như nước Nhật Bản, Thái Lan, hay là những lễ hội hồng lồng đèn của bên Hàn Quốc, rồi bên rất là nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở trong Phật giáo của chúng ta. Đến với lễ hội chẳng hạn rằm tháng giêng thì chúng ta có những lễ hội hoa đăng, lễ hội đèn hoa. Đến rằm tháng tư thì cũng có những lễ hội giống lễ hội hoa đăng ở trong những cái đại lễ Phật đản. Rồi đến rằm tháng bảy thì chúng ta có những lễ hội hoa đăng, đó là những chiếc đèn và những cái bông hoa mà dâng lên trong đó để đến rằm tháng bảy, lễ hội hoa đăng rằm tháng bảy. Hay là sắp tới đây thì chúng ta gần nhất chuẩn bị vào cái lễ hội vía Đức Phật A Di Đà vào 17 tháng 11 này. Thì bây giờ vì đại dịch Covid cho nên không có được tổ chức tập trung, nhưng mà Giáo hội Phật giáo của Trung ương cũng kêu gọi các chùa, các tịnh xá, tịnh thất cũng luôn luôn tổ chức những lễ hội thuyết giảng, lễ hội đèn hoa, lễ hội hoa đăng, để làm sao mà tổ chức cho được hết sức là trang nghiêm thanh tịnh. Và trong cuối năm thì cũng lại có một cái lễ hội nữa, lễ hội Đức Phật Thành Đạo vào mùng 8 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Thì chúng ta có cái lễ hội là kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo, và luôn luôn tổ chức là có cái thắp nến để cầu nguyện, dâng nến hoa đăng thể hiện tấm lòng của người con Phật. Thế thì trong cho tất cả những chúng ta ở đây, phần lớn các Phật tử ai cũng là ít nhất một lần, hoặc là tự đã, đang và sẽ, thì chúng ta luôn luôn có một lần là dâng cái lễ, tham dự lễ hội hoa đăng, hay là tự thân ở nơi nhà mình có nhiều khi chúng ta dâng hương, dâng hoa, dâng đèn, thì đó là cái hình thức từ lớn tới bé được có cái lễ hội được gọi là lễ hội hoa đăng. Thế thì thông qua những điều đó thì hàng năm ít nhiều các Phật tử chúng ta cũng đã, đang và sẽ dự rất là nhiều lễ hội hoa đăng tại tư gia, tại tự viện, tịnh xá, tịnh thất, hay là ngay gần đây nhất là lễ hội, ít nhiều các Phật tử cũng đã xem được cái lễ hội hoa đăng mà do đất nước Việt Nam chúng ta đứng ra đăng cai tổ chức để cầu nguyện cho nạn nhân mà bị Covid ấy. Thế thì lễ hội hoa đăng đã xảy ra hàng ngày, diễn ra trong tâm thức hàng ngày ở chúng ta, nhưng mà ít nhiều các Phật tử cũng gần như cũng là chúng ta cũng ít có người mà tìm hiểu rõ ràng được về cái nguồn gốc giống như ý nghĩa của lễ hội hoa đăng. Và trong cái thời sinh hoạt Phật pháp hôm nay thì quý thầy sẽ cùng với các Phật tử chúng ta cùng nhau mà tìm hiểu, chia sẻ về cái nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội hoa đăng. Thì đó là cái đề tài hôm nay mà quý thầy cũng xin phép được đại diện Chư Tôn Thiền Đức để chia sẻ sinh hoạt cùng với các Phật tử hôm nay. A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta nghe được không ạ? Dạ. Kính bạch đại chúng, thưa toàn thể Phật tử, như chúng ta được biết rằng hoa là những gì tượng trưng cho cái điều mà tốt đẹp, là thanh tịnh, là trong sáng, là cái tấm lòng thanh tịnh từ bi,
bác ái tốt đẹp của người con Phật, từ thân của mình để mà dâng lên cho ông bà gia tiên cửu hiền các tổ tùy theo cái lễ hội, và đặc biệt là dâng lên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đăng là gì? Đăng tức là đèn, là ánh sáng, tượng trưng cho cái trí tuệ, tượng trưng cho những gì tốt đẹp, những gì mà nó được quang minh, được chói lọi, để mong cầu cái sự an lạc và sự giải thoát. Hai hình ảnh đó thì được kết hợp lại, được gọi là hoa và đăng. Hoa tức là bông hoa, đăng là đèn và ánh sáng. Khi mà đi tìm về cái nguồn gốc hoa đăng đó, thì quý thầy cũng đã từng đi tìm hiểu về nguồn gốc từ xa xưa, không biết cái lễ hội hoa đăng đã có từ bao giờ. Từ ngàn xưa mà thở mà con người bắt đầu xuất hiện, thậm chí trong cái thời nguyên thủy săn bắn hái lượm, cái người về vượn khỉ của chúng ta khi mà trong cái thuyết tiến hóa đó, thì thậm chí từ cái người ngày xưa mà khi con người trong cái thở mà hồng hoang bắt đầu mà khai hoang, thì người ta mới tìm, khi mà phát minh ra được, tìm được lửa, tìm được đăng. Đăng tức là tượng trưng cho đèn, là lửa đó. Như chúng ta đang ngồi ở đây thì bây giờ ánh sáng bây giờ thì rất là siêu việt này. Đèn bây giờ như xung quanh chúng ta là đèn LED hay tất cả những ánh đèn rất là lộng lẫy. Nhưng mà xuất phát từ xa xưa, đăng tức là đèn, là tượng trưng cho ánh sáng đó. Ánh sáng đầu tiên là ánh sáng nguyên thủy, có thể là ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của các vì sao, ánh sáng của các vị tinh tú. Và nhưng mà những vị ánh sáng đó thì rất là xa, con người không có thể sử dụng được. Ánh sáng tiếp và khi con người phát minh ra được lửa là được xem lên một cái phát minh vĩ đại nhất của loài người trong cái thời cổ đại ngày xưa. Mà con người đã tìm được hai, người ta đập hai vào hòn đá vào nhau, tự nhiên nó phát ra lửa. Rồi dùng những cái cây hay những bùi nhùi người ta dùi xuống để tự nhiên người ta tìm ra, và ta phát minh ra được lửa, sưởi ấm được những đêm đông, đem lại ánh sáng, đuổi được những thú dữ. Và cái đó, cái sự phát minh ra lửa là một cái sự kỳ diệu, phát minh rất là tốt đẹp của con người. Đến mức độ mà trên thế giới này thì người ta có một cái đạo đó tôn sùng lửa, tôn sùng ánh sáng đó, gọi là đạo thờ lửa. Và ngày nay bên đất nước Ấn Độ cũng còn cái đạo thờ lửa đó, người ta rất là tôn sùng. Mà người ta ở trong các cái bộ phim hay là những cái sách ngày xưa gọi là bái hỏa giáo. Bái tức là sự chiêm bái, sự vái lạy. Hỏa là lửa, giáo tức là cái tôn giáo, gọi là thờ lửa, gọi là bái hỏa giáo. Và đó là một sự phát minh rất là lớn. Và từ người đó bắt đầu có ý vấn đề đăng là đèn, là lửa, bắt đầu đã được tôn sùng từ cái thời đó rồi. Còn hoa thì cái thời hồng hoa của loài người là bắt đầu có cây, có cây xanh, có vạn vật, là hoa, là những cái gì rất là tốt đẹp của con người. Khi mình tìm hiểu về cái vấn đề mà nguồn gốc về lễ hội hoa đăng ở trong Phật giáo, thì quý thầy cũng có viết những cái bài về đi tìm về lễ hội hoa đăng trong Phật giáo. Hoa tức là tượng trưng cho những gì mà thanh khiết, đẹp đẽ, thơm ngát để mà hiến tặng cho người, cho cuộc sống nhân sinh. Và cũng qua đó con người thể hiện được cái tấm lòng thiện mỹ, thanh lương, hiến dâng lên chư Phật, Bồ Tát, liệt vị thánh hiền. Còn đăng có nghĩa là đèn, là ánh sáng, tượng trưng cho sự hiểu biết, là trí tuệ sáng suốt, sự giác ngộ soi sáng cho con người, giúp cho chúng sanh phá trừ mọi sân si, vô minh, cố chấp, giúp cho muôn loài đã đạt đến sự giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau. Đó là thông qua hoa đăng mà chúng ta thể hiện cái sự từ bi, sự tốt đẹp, và đạt đến cái sự an lạc, sự giải thoát của cuộc đời mình. Cho nên khi các Phật tử đến với chùa hay dự một cái lễ hội hoa đăng, thì chúng ta cầm cái hoa trên tay, và trong đó có một ngọn nến, ngọn đèn để trong đó, thì được gọi là tham dự cái lễ hội đó, thì chúng ta biết được cái ý nghĩa của cái bông hoa là gì, của cái ngọn đèn, ngọn nến có nghĩa là như thế nào. Và từ ngàn xưa cho đến nay á, có lẽ và mãi về sau, lễ hội hoa đăng còn được gọi là cái lễ hội ánh sáng, luôn được những cái quốc gia trang nghiêm tổ chức ngày một long trọng, thiêng liêng và huyền diệu. Thì chúng ta biết rằng từ đại lục của đất nước Ấn Độ, cổ kính trầm hùng, lễ hội ánh sáng được gọi là lễ hội Diwali. Ở đất nước Ấn Độ, lễ hội mà lớn nhất của hàng năm, mà giống như lễ hội năm mới, là hội mà Tết của Việt Nam, được gọi là lễ Diwali. Lễ bà Diwali đó được gọi là lễ Deepali, tức là lễ hội đèn hoa.
là một lễ hội của Ấn Độ giáo hay gọi là Hindu mà có từ ngàn xưa, hàng năm được tổ chức vào mùa thu hàng năm. Các lễ hội tâm linh có nghĩa rằng đó cũng có nghĩa là cái lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng, nó cũng là có nghĩa là cái lễ hội chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm, tức là cái sự giác ngộ để mình chiến thắng được bóng đêm, cái sự u minh, sự u ám của cuộc đời này. Đó là ý nghĩa để loại đề Diwali của đất nước Ấn Độ. Và lễ hội này khi chúng ta tìm hiểu về cái nguồn gốc lễ hội Hoa Đăng này thì cũng không ai biết được lễ hội Diwali có từ khi nào. Nó từ rất lâu, nó từ khi mà các cái sách sử ngày xưa thì không chưa có cái chữ viết ghi chép lại, thì gần như đã có cái lễ hội ánh sáng, lễ hội đèn hoa, hay còn gọi là lễ hội Hoa Đăng. Đó là quốc gia Ấn Độ. Còn bước sang quốc gia Trung Hoa thì một quốc nước rất là lớn nữa, thì lễ hội ánh sáng Diwali đó thì được tổ chức vô cùng huyền bí, với hàng vạn hàng triệu ngọn nến lung linh được thắp sáng mọi thôn xóm phố phường của đất nước. Hơn 1.3 tỷ dân số thành tâm dâng lên trong ngày đại lễ Diwali, cho đến sứ phù tang rập bóng hoa anh đào qua lễ hội lồng đèn Mantoro ở tại thành phố Nara của đất nước Nhật Bản. Nhật Bản là một quốc gia cũng dân số rất là đông, trên 100 triệu người, và được tổ chức đặc biệt là cái lễ hội lồng đèn, cũng gọi là lễ hội đèn hoa, còn là lễ hội hoa đăng. Thì khi chúng ta tìm hiểu về cái lễ hoa đăng ấy, thì chúng ta không phải ở trong Phật giáo không, mà thấy khắp mọi nơi trên thế giới, những quốc gia lớn như là Ấn Độ dân số rất là đông, quốc gia Trung Quốc dân số rất là đông, thậm chí quốc gia Nhật Bản dân số cũng rất là đông, những tổ chức. Và từ cái quốc gia mà dân số đông nhất thế giới như là đại lục địa của Trung Hoa, trong cái lễ Tết Nguyên Tiêu, lễ Tết Nguyên Tiêu tức là cái lễ trong cái rằm tháng Giêng đó, lễ Tết Nguyên Tiêu, cho đến cái xứ sở của Chùa Vàng là Thái Lan trong cái lễ hội Hoa Đèn. Lễ mà Tết Nguyên Tiêu của Trung Quốc và Đài Loan hiện nay được tổ chức thì thông thường hàng năm, thì những năm qua do vì đại dịch Covid cho nên tất cả lễ hội cũng gần như cũng giới hạn tất cả mọi việc. Tất cả bây giờ mọi việc cũng phải giới hạn. Bây giờ chúng ta có sinh hoạt Phật pháp hay tổ chức thì cũng phải là thông qua các cái chương trình như là online như thế này, chứ không phải tập trung được. Lễ hội Hoa Đăng đó thì ở tại nơi đất nước Trung Quốc và Đài Loan thì tổ chức thông thường vào rằm tháng Giêng. Cái đêm rằm đầu tiên của năm mới được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm mới, và được gọi là lễ hội đèn hoa, hay là còn được gọi là lễ hội Hoa Đăng. Đó là đất nước Trung Quốc và đất như Đài Loan rồi vân vân, ảnh hưởng các quốc gia, đó là Tết Nguyên Tiêu, là cái rằm tháng Giêng nó tổ chức rất là lớn hàng năm. Hay chúng ta bước qua một cái quốc gia cho đến xứ sở Chùa Vàng Thái Lan trong lễ hội Hoa Đèn. Lễ hội Hoa Đèn ở xứ sở Chùa Vàng đất nước Thái Lan là một lễ hội truyền thống có từ rất lâu đời và được bắt nguồn từ đất nước Thái Lan đó. Có hàng năm lễ hội này được tổ chức vào đêm rằm trăng tròn tháng 12 theo lịch Thái, tức là khoảng tháng 11 dương lịch. Thầy xin nói cho bạn nghe. Thầy xin lỗi do cái Zalo nó cũng nằm đó, nó connect nó nằm trong thầy quý thầy xin lỗi, tôi đang gọi nó cái điện thoại nó bị re lên. Mình đang tìm về cái nguồn gốc về ý nghĩa của lễ hội Hoa Đăng. Thì lễ hội Hoa Đăng không những phải là trong riêng giới hạn trong Phật giáo. Xin lỗi đại chúng, cái điện thoại cổ thầy do nó connect nó với cái laptop này tầm thử nó bị ảnh hưởng, đang nói chuyện mình ta gọi điện vào. Thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta đang tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội Hoa Đăng. Thế lúc nãy giờ thì quý thầy cũng cùng với các Phật tử đi tìm hiểu cái lễ hội Hoa Đăng này có từ nguồn gốc từ rất xa xưa, gần như không ai biết bắt nguồn từ khi nào. Cái sự mà tôn sùng, tôn kính
về ý nghĩa của hoa và đèn thì phải có từ trong lịch sử, từ khi con người chúng ta bắt đầu hình thành, có từ lửa, có từ ánh sáng, có từ đèn, và hoa được hiện diện khắp muôn nơi để tượng trưng cho những gì mà tốt đẹp, là tượng trưng cho những vấn đề tốt đẹp, thanh tịnh, từ bi, bác ái, bình đẳng, rất là tốt đẹp ở trong cuộc sống. Còn đăng có nghĩa là ánh sáng, là đèn, là tượng trưng cho cái sự hiểu biết, sự giác ngộ, sự giải thoát, để mà thể hiện ở trong cái cuộc đời này. Hai yếu tố này kết hợp lại mà từ xa xưa đã tổ chức những lễ hội hoa đèn, bắt đầu từ những quốc gia mà đông nhất ở Trung, như là quốc gia Trung Quốc, quốc gia Ấn Độ, hay là quốc gia Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào, cho đến xứ sở chùa vàng của đất nước Thái Lan, hay là đến các cái lễ hội của lồng đèn của Nhật, của ở bên Seoul, ở bên các cái nước Nam Hàn, Bắc Hàn, v.v. và nhiều nơi trên thế giới, dù ít thì nhiều người ta cũng có tổ chức, nhưng mà trong những hình thức hết sức là khác nhau. Khi mà đi, chúng ta đi tìm hiểu về những cái lễ hội đó thì gần như các nơi trên thế giới được thành kính. Thế thì tại ở đất nước Việt Nam của chúng ta cũng tổ chức, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta có một cái thành phố cổ mà nổi tiếng. Các Phật tử có biết thành phố nào mà thường tổ chức lễ hội hoa đèn mà nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta không? Đó là thành phố cổ Hội An, và trở thành cái thành phố du lịch nổi tiếng, được xem là một trong những nơi du lịch nổi tiếng ở đất nước Việt Nam và trên thế giới. Thì những cái năm trước thì được tổ chức lễ hội thả hoa đăng, thu hút hàng vạn người, hàng triệu người khắp mọi nơi trên thế giới đã về phố cổ Hội An. Trong đó có một cái lễ hội, mà lễ hội đó là hoa đăng từ mọi người, mà thậm chí dân ở tại Hội An người ta bán những cái lồng đèn, những cái hoa đèn đó, và hoa đăng đó, để cho tất cả những cái du khách ở Việt Nam cũng giống như trên thế giới mà đến dự ở tại nơi đó, đặc biệt là trong những cái đêm tối 10, 14, 15 là mọi người sẽ mua thỉnh một cái ngọn nến hoa đăng đó, mình cầu nguyện theo ước nguyện của mình để mình mà thả xuống dòng sông. Dòng sông ở tại nơi phố cổ Hội An được tên là dòng sông Hồi, cũng rất là nổi tiếng. Trong những năm tháng qua thì cũng vì đại dịch trên ảnh hưởng, cái vấn đề du khách cũng không đến được, cũng chưa mở cửa được, và bắt đầu cũng từng bước dần dần. Việt Nam nếu mà khống chế được đại dịch, mong đại dịch qua sớm thì mọi việc cũng sẽ tốt. Thì cái lễ hội hoa đăng được tổ chức ở trong các chùa hay thả trên giống dòng sông, đặc biệt ở tại nơi Hội An, thì thu hút không những là người Việt, khắp mọi người khắp mọi nơi trên thế giới người ta cũng là tham dự gọi ước nguyện nha, trong cái vấn đề hoa đăng của mình. Thế thì khắp mọi nơi trên thế giới người ta cũng có tổ chức theo hình thức nó khác nhau. Còn ở những cái lồng đèn, lễ hội hoa đèn ở tại xứ sở chùa vàng của Thái Lan thì hàng muôn triệu lồng đèn hoa đăng được treo khắp đền chùa, thôn xóm, phố thị, hoặc là thả bay bổng trên trời cao, hoặc là thả nhẹ trôi trên những dòng nước, gửi theo đó bao niềm ước mơ khó nguyện bình an cho tự thân, cho gia tộc, hoặc là cầu nguyện được siêu thoát cho những hương linh thân bằng quyến thuộc, thất tổ cửu hiền. Ở đất nước Việt Nam thì chúng ta, đặc biệt đó là phố cổ Hội An, suốt những mùa lễ hội thì luôn lung linh hoa đèn huyền ảo, dòng sông Hồi thơ mộng, phố cổ luôn lung linh hiền diệu ánh sáng của hoa đăng mỗi khi hoàng hôn buông phủ đêm về. Đó là khi chúng ta đi dạo một vòng thì chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội hoa đăng. Đến với Phật giáo thì không biết cái lễ hội hoa đăng đã đi vào Phật giáo từ bao giờ. Khi tìm hiểu về Phật giáo thì quý thầy cũng đã tiếp xúc với một câu chuyện, đọc được một câu chuyện hết sức là cảm động, mà chúng tôi thì cũng nghĩ rằng nguồn gốc hoa đăng cũng bắt đầu từ một trong những cái câu chuyện hết sức là cảm động của một cái bà lão mà ta gọi là bà lão cúng đèn, hay là gọi là bà lão ăn mày. Ở các đại chúng hình như cái tín hiệu nó bị lỗi, tín hiệu bị lỗi phải không thưa đại chúng? Mất kết nối mà. Dạ. Ai chứ là Phật? Dạ, có lại rồi đó. Ồ. Chắc là cái mạng nó bị trục trặc, bị lỗi. Dạ. Đại chúng, quý thầy nói có các, không biết có nghe được không? Nhiều khi cái giọng của mỗi vùng miền khác nhau nên cũng hết sức là khó nghe. Quý thầy cũng cố gắng nói chậm một chút. Ngày xưa là khi, ngày trước là khi học là quý thầy nói nhanh lắm. Nói gì các Phật tử ai cũng gật gù tốt khỏi. Nghe gì không? Nghe rất là tốt.
Mà chắc cái hiểu nhiều không? Nghe mà nghe mà hiểu không hiểu. Thế à, quý Phật tử con nghe ổn không ạ? À? Dạ. Bây giờ nghe ổn bạn rồi đó. Dạ, quý thầy sinh ra được tiếp tục. Thì lúc nãy giờ thì chúng ta đi tìm hiểu về ý nghĩa của cái nguồn gốc của ý nghĩa của lễ hội Hoa Đăng. Thì không có giới hạn trong Phật giáo mà gần như cái lễ hội Hoa Đăng không biết có từ bao giờ. Đi tìm hiểu về cái nguồn gốc ý nghĩa của lễ hội Đăng thì chúng ta về nguồn gốc ý nghĩa thì được vô cùng phong phú và ý nghĩa hết sức là cao đẹp và thể hiện những cái gì mà tốt đẹp nhất trong vấn đề, không những trong vấn đề tâm linh mà đến vấn đề trong cuộc sống nhân sinh cũng thế. Có từ rất lâu đời. Đến với Phật giáo thì không ai biết lễ hội Hoa Đăng có từ bao giờ. Ít nhất thì quý thầy cũng được biết rằng là trong cái lễ hội Hoa Đăng được bắt nguồn từ một cái câu chuyện hết sức là cảm động của bà lão cúng đèn, hay được gọi là bà lão ăn mày. Chuyện được kể rằng thì vào cách đây khoảng chừng là 2600 năm về trước, lúc bây giờ Đức Phật đang ở tại nơi thành Ma Kiệt Đà, trong cái thành vương xá nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Bibisara. Vua Bibisara tức là vua Tằng Bà Ta La. Thì đất nước Ấn Độ như chúng ta đã tìm hiểu rằng là đất nước Ấn Độ có cái lễ hội Hoa Đăng. Cái lễ hội Hoa Đăng được gọi là lễ hội Diwali, mà từ ngàn xưa đã được tổ chức và tới tức ngàn nay. Hiện nay tổ chức cũng được xem như cái lễ hội lớn mà người dân Ấn Độ họ tham dự cái lễ hội này, giống như cái lễ hội Tết của Việt Nam. Thì các quý thầy mà học ở tại Ấn Độ hay các chư tôn đức thì ở Ấn Độ gần như đều được biết được tham dự cái lễ hội Hoa Đăng, hết sức là thiêng liêng của đất nước Ấn Độ, và ngày từ xưa tới ngày nay cũng được tổ chức. Thì câu chuyện được kể rằng lúc bây giờ Đức Phật đang ở tại nơi nước Ma Kiệt Đà, trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm, là cái ngôi tinh xá đầu tiên, được xem là ngôi chùa đầu tiên do vua Tằng Bà Ta La đã hiến cúng cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tăng đoàn. Chuyện được kể rằng lúc bây giờ tại nơi cái thành này thì có một cái bà lão ăn mày. Bà là thuộc cái giai cấp được gọi là giai cấp Chiên Đà La. Chiên Đà La được gọi là giai cấp cùng đinh trong xã hội đất nước Ấn Độ. Ấn Độ thì ngày xưa được chia làm 4 giai cấp. Giai cấp cao thì được gọi là Bà La Môn, dưới thì có giai cấp Sát Đế Lợi, dưới nữa thì giai cấp Phệ Xá, dưới nữa giai cấp Thủ Đà La. Thủ Đà La được gọi là giai cấp cùng dinh rồi, mà dưới đó cũng có một giai cấp còn khổ hơn giai cấp cùng dinh, tức là những cái người không nhà không cửa mà không công ăn việc làm gì hết, mà không có người thân, rất là cực khổ, được giai cấp được cái cùng đinh, được gọi là cũng gọi là Chiên Đà La. Thì cái bà lão này được xem là cái người thuộc cái giai cấp cùng đinh đó, bà lão ăn mày. Tại bà không có người thân, cũng không có nhà, không có cửa, không có áo quần đủ để mặc, chỉ có một bộ đồ che thân mà rách rưới. Thì thông thường đối với mọi người á, như ở Việt Nam mình hay là ở một vài nước, người ta báo rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng mà đất nước Ấn Độ đã sinh ra trong cái người nghèo thì gần như là người nghèo muôn kiếp, không có bắt đầu được. Tại vì họ phân chia giai cấp, những cái giai cấp Bà La Môn gọi vua chúa thì cứ làm con là làm vua làm chúa nhất. Giai cấp Bà La Môn á, thì thuộc giai cấp những cái người tu sĩ, những cái hạng mà người tế tự thuộc cái lĩnh vực lãnh đạo của tôn giáo, của tâm linh, được xem là giai cấp cao nhất. Dưới giai cấp đó, giai cấp Sát Đế Lợi là con của vua quan, của trưởng giả, những người này người kia, thì những người đó cũng giàu có muôn đời cha truyền con nói. Rồi đến giai cấp Xá Lợi, rồi tới Phệ Xá, giai cấp thương gia, rồi có những người cùng đinh trong sòi giai cấp Thủ Đà La thì ta nghèo miết thôi. Thậm chí mà đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 19, mà cuối thế kỷ 20, cái người dân giai cấp nghèo của Ấn Độ cũng không được quyền thi vào đại học. Ai mà xem cái bộ phim Slumdog Millionaire đó, chúng ta thấy cái sự phân biệt giai cấp rất là khổ của đất nước Ấn Độ. Cho nên người nghèo thì gần như nghèo miết thôi, người giàu thì có cơ hội người ta giàu miết. Anh nhiều biết kia, cho ngày mình nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, thì nó đúng với đất nước Việt Nam hay một vài nước trên thế giới. Còn đất nước Ấn Độ hình như cái con nó không đúng. Những năm tháng về sau này, bước sang thế kỷ thứ 21 á, thì bắt đầu chính phủ Ấn Độ mới cho cái người nghèo được vào quyền thi vào đại học. Lúc bây giờ người ta có cơ hội thăng tiến, được quyền thi đại học thôi chứ không còn mà xin được những việc làm
cao mà đòi đòi thì còn khó. Thế thì cái bà lão này thì cả một cuộc đời của bà thì gần như đi ăn xin đầu đường xó chợ cực khổ, mà lịch sử ghi rằng là bà ta gần như không có một cái nghề nông. Chuyện kể về bà lão ăn mày thì quý thầy xin được đọc ở nơi đây để cho các Phật tử chúng ta tham khảo, để cũng nói là cái nguồn gốc ở trong Phật giáo về ý nghĩa của bà lão ăn mày cũng đẹp. Chuyện của Phật giáo, câu chuyện của bà lão ăn mày vô cùng ý nghĩa. Hàng năm vào mỗi dịp mà lễ hội ánh sáng Diwali, hàng muôn triệu đèn hoa được thắp sáng dâng lên các đón thần linh tại các đền thờ tu viện và dâng lên các bậc đạo sư khả kính. Và thời Đức Phật Thích Ca tại vương thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà trị vì bởi vua Tần Bà Ta La, lễ hội ánh sáng năm đó được diễn ra vô cùng trọng thể. Sắp đến ngày lễ hội, mọi thôn xóm phố phường được quét dọn sạch sẽ, khắp nơi trang hoàng hoa cờ để đón mừng lễ hội, đặc biệt là địa điểm ở tại nơi tinh xá trúc lâm do vua Tần Bà Ta La dân cúng, vì nơi đó có sự hiện diện của Đức Phật và tăng đoàn. Lúc bấy giờ có một bà lão tên là Nam Đà, thuộc giai cấp cùng đinh, suốt cuộc đời bà phải ăn xin vô cùng đói khổ, không có nhà để ở, không có áo quần tơm tóc để mà che thân. Nhìn lễ hội ánh sáng sắp về, mọi người xâm vầy ấm áp bên người thân, bên gia đình. Nhìn lại thân mình thì quần áo tả tơi, không nhà, không tài sản, không người thân, bất giác rơi lệ thầm nghĩ rằng: sở dĩ mình như ngày nay, rất nhiều đời kiếp đã tạo nghiệp, không biết làm phúc bố thí cúng dường, suốt cuộc đời sống trên nhân gian mà chưa từng làm một việc gì có ý nghĩa. Bà hướng về tinh xá Trúc Lâm, bà biết nơi đó có sự hiện diện của Đức Thế Tôn là bậc thánh tôn quý nhất đất nước này, đến độ cả vua và hoàng hậu thần dân đều quy y kính lệ. Lòng bà hạ quyết tâm sẽ làm sao có một ngọn đèn để mình dâng cúng cho Phật. Bà nhìn lại thân mình, lục khắp trong người chỉ còn 3 hào ruby. Ruby là đơn vị tiền tệ của đất nước Ấn Độ, và hào tức là đơn vị thấp nhất của đất nước Ấn Độ. 3 hào ruby là họ dịch ra trong tiếng cái đơn vị tiền tệ bây giờ. Bà nguyện sớm hôm nay, từ sáng sớm hôm nay cho đến chiều tối, sẽ cố gắng đi xin, không ăn uống mà dành tiền mua đèn. Suốt ngày hôm ấy bà đi xin chỉ được 2 hào ruby. Hoàng hôn đã bắt đầu buông phủ, bà vội vã vào một tiệm đèn. Chủ tiệm bảo với bà rằng bà có 5 hào ruby rất nát, chưa đủ mua một ngọn đèn. Tại vì bà buổi sáng sớm hôm đó khi bà phát nguyện ra phải làm một việc gì ý nghĩa, cả cuộc đời sống trên thế gian này sắp chết rồi mà chưa từng làm một cái việc ý nghĩa, mà bây giờ lễ hội ánh sáng đẹp vẫn lung linh trở về, ai cũng ấm áp bên người thân, cũng bên gia đình, cũng hàng xóm họ hàng, ai cũng được tốt đẹp. Nhưng mà riêng bản thân bà nhìn thì không có người thân, không nhà, không cửa, không áo quần, không có gì hết. Bà biết bà chồng nghĩ rằng rất là nhiều đời nhiều kiếp đã tạo nghiệp nặng và chưa từng làm cái việc phúc đức, cho nên bà quyết tâm hôm nay sẽ làm một cái việc phúc đức. Thì bà muốn nghĩ tới ở trong cái thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà này, với sự vua trị vì vua Tần Bà Ta La, có một bậc thánh đó là Đức Phật, và Đức Phật này được xem là người tôn kính nhất, cả vua Tần Bà Ta La, hoàng hậu Vi Đề Hy, hay là những cái thần dân, hay là những cái bậc mà tôn giả, những bậc trí tuệ đệ nhất như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mahakayip, Mahakachinjin v.v. cũng ở tại nơi thành Vương Xá này, đều là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cho nên bà phát tâm rằng, bà nguyện rằng từ sáng sớm tới chiều tối sẽ làm sao đi xin để mà có được, mua được cái ngọn đèn để mà tự thân dâng lên để cúng dường cho chư Phật và chư vị thánh tăng ở tại nơi cái trúc lâm tinh xá ở trong thành Vương Xá, thành nước Ma Kiệt Đà, được xem là ngôi chùa đầu tiên, ngôi tinh xá đầu tiên ở trong Phật giáo. Thì từ bả lục trong người của bà thì chỉ có 3 hào tiền lẻ ở trong người của bà. Bà đi xin thắng tới chiều tối thì xin rốt cuộc xin được 2 hào. Với 5 hào đó bà vào một cửa tiệm để mua, thì chủ tiệm bảo rằng là 5 hào này không đủ để mua ngọn đèn. Một ngọn đèn thì ngày đó được ghi nhận là nó gồm có một cái đĩa đó, trong đó là cái đĩa bằng đất, và trong cái đĩa đó là giống cái chén bằng đất vậy đó. Thì trong đó có đựng dầu và đựng bắp. Thì chủ tiệm nói rằng á,
thì với năm hào ruby rách nát như thế này thì không đủ tiền để mua. Thì bà xin với chủ tiệm là để mà bà sẽ cắt cái mái tóc của mình để mà đổi thêm được 2 hào nữa, thì 7 hào mới mua được cái chiếc đèn, và chiếc đèn nhỏ bé. Thì cái được ghi nhận rằng là một cái đèn nó thì nó được gọi là 7 hào, là 7 cái đơn vị tiền cổ tệ mà thấp nhất. Thì trong đó nó gồm có một cái đĩa bằng đất, rồi một ít dầu và tiên. Thì chủ tiệm không bán cho bà được, phải có 2 đồng nữa. Thì bà không có cái gì để bán, bà nghĩ cho bà sò trên người bà không còn gì nữa, bà nghĩ cho bà chỉ có một cái gia tài nữa, đó là cái mái tóc của bà. Tóc cũng có thể bán được. Nhưng mà thông thường mà tóc của những cái người mà giàu có mà tốt đẹp đó, thì là những cái mái tóc đó thì bán mới có giá trị. Còn đằng này mái tóc của bà lão vừa già vừa xấu vừa dơ vừa bẩn thì chủ tiệm cũng cực chẳng đã rồi thôi, mà bà cắt mái tóc đồng đó thì chủ tiệm rất là cảm động quá cho nên phải đổi cho bà ngọn đèn. Được 7 đồng hào ruby đó, bà đã có được kỹ ngọn đèn gồm dầu, đĩa và bắp, cầm ngọn nến trên tay. Bà vội vàng chạy đi vào tinh xá Trúc Lâm, vừa kịp lúc lễ hội bắt đầu. Đến trước cổng tinh xá, bà gần té xỉu thất vọng. Đêm hội hoa đăng lung linh, đèn hoa trang trí từ hương thất của Đức Phật thẳng đến ra bên ngoài. Thì khi bà lão bà có được cái chiếc đèn, bà rất là mừng. Bà chạy đến thẳng đến tinh xá Trúc Lâm nơi Đức Phật đó. Thì vừa đúng đêm lễ hội hoa đăng bắt đầu. Bà mừng, nhưng mà khi bà chạy tới cái tinh xá Trúc Lâm, bà khuỵu xuống, không bước nổi nữa. Tại vì lễ hội hoa đăng thì bắt đầu, bao nhiêu người đã có mặt ở tại tinh xá Trúc Lâm rồi. Từ vua quan trưởng giả nhìn từ trong ra ngoài, những ngọn đèn hết sức là lung linh. Người ta có những ngọn đèn rất là đẹp treo ở trên các cái nơi tinh xá, nơi hương thất của Đức Phật, hay là những cái nơi từ cổng từ trong ra ngoài rất là đẹp. Nhìn lại cái ngọn đèn của mình hổng như thế này, lễ hội đã bắt đầu rồi, cho nên bà cũng không có trang được, cũng không có dâng cho Đức Phật được. Bà quỳ ngay từ tinh xá xuống, không có dám bước vào phòng. Khi mà đến tinh xá Trúc Lâm thì vừa kịp lúc lễ hội bắt đầu. Đến trước cổng tinh xá, bà gần té xỉu thất vọng. Đêm hội hoa đăng lung linh, đèn hoa trang trí từ hương thất của Đức Phật. Hương thất tức là cái phòng của Đức Phật, được gọi là hương thất. Hương là cái sự thơm, thất tức là cái phòng, cái nơi Đức Thế Tôn ở, gọi là hương thất. Từ hương thất của Đức Phật thẳng đến bên ngoài, toàn những ngọn đèn, những chiếc nến sáng đẹp lung linh của vua quan trưởng giả dân cúng. Nhìn lại ngọn đèn hổng hiu trên tay, bà quỳ xuống không dám tiến vào bên trong lễ hội. Bà lầm lũi bước đến khống trúc bên ngoài cổng tinh xá, mắt rơi lệ, tay run run trong quỳ xuống, đặt ngọn đèn hổng hiu vào khống trúc và nghẹn ngào khấn nguyện. Tức là cái bà mang cái ngọn đèn tối tinh xá Trúc Lâm, ban đầu rất là mừng, nhưng mà khi đến đó là lễ hội đã bắt đầu rồi, người thì rất là đông, những ngọn nến rất là lung linh từ trong ra ngoài. Nhìn cái ngọn nến mình hổng hiu thế này, làm sao mà dám chen trong lên những cái vua quan trưởng giả, những người khác được. Và trong đó các bậc chư tôn thiền đức rất là đông ở tại lên tinh xá Trúc Lâm. Trúc Lâm tức là cái nơi đó được trồng rất là nhiều tre, rất là nhiều trúc, là còn được gọi là cái vườn thượng uyển của vua Tằng Bà Ta La đã dâng cúng cho Đức Phật làm tinh xá và đặt tên là tinh xá Trúc Lâm. Tại vì nơi đó được trồng rất là nhiều tre, nhiều trúc, như được gọi là chùa Trúc Lâm hay gọi là tinh xá Trúc Lâm. Thì bà đặt cái ngọn đèn hổng hiu, bà không dám tiến vào bên trong, mà lầm lũi đến một cái khống trúc bên ngoài, đặt cái ngọn đèn vào trong cái khống trúc. Và trong bà đã quỳ xuống rồi, đặt ngọn đèn hổng hiu vào khống trúc nghẹn ngào và khấn nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn và chư vị thần linh chứng giám, suốt cuộc đời con khổ lắm rồi, con không biết sống có được đến ngày mai không. Giờ thì con không còn ước mong, không cầu xin cái điều gì nữa. Con chỉ mong làm sao cho con hết khổ, dứt trừ được nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, mong được giác ngộ giải thoát. Bà hướng về hương thất của Đức Phật, đảnh lễ 3 lần, gắng gượng đứng dậy và lầm lũi khúc dạ vào bóng đêm. 3 ngày 3 đêm, lễ hội ánh sáng cũng trôi qua,
Các vị tỳ kheo tại tính xá thâu dọn các ngọn đèn nến đã tàn. Khi đến với trúc lâm bên ngoài tinh xá, tôn giả Mục Kiền Liên vô cùng ngạc nhiên, sao lại có ngọn nến nến nhỏ bé trong khóm trúc mà vẫn tỏa sáng. Nhặt cái ngọn nến lên, tôn giả Mục Kiền Liên đưa tay vội tắt, nhưng không làm sao tắt được. Thậm chí tôn giả đã dùng đến thần thông siêu nhiên của mình cũng không thể tắt được. Tôn giả vội vàng vào bạch với Đức Thế Tôn, ngài dạy. Thì cái lễ hội ánh sáng nó 3 ngày 3 đêm cũng trôi qua, thì chư tăng các cái vị tôn túc trong đó mới đi dọn những cái ngọn nến từ trong ra ngoài. Những ngọn nến nào tốt thì để dành cho những năm sau, những ngọn nến nào mà đã hết dầu hết đồ gì tất cả mình phải thu dọn lại cho gọn gàng. Thì tôn giả Mục Kiền Liên là một trong những người đã phụ trách làm cái việc đó, mà tôn giả Mục Kiền Liên được gọi là hiếu hạnh đệ nhất, còn ngài được gọi là thần thông đệ nhất. Thần thông là cái năng lực siêu nhiên, có thể đi vào trong địa ngục, có thể đi lên các cái thiên hà hòn vũ, đến những cái cung trời mà như là kinh Địa Tạng là các Phật tử thường thọ trì, đi đến các cái cung trời đa loại, cung trời này trời kia để mà thuyết pháp. Và ngài Mục Kiền Liên là cái người có năng lực siêu phàm siêu nhiên. Nhưng mà khi nâng cái ngọn cái đến cái khống trúc đó, thì tôn giả Mục Kiền Liên thấy cái ngọn nến nó lạ làm sao. 3 ngày 3 đêm rồi, những ngọn nến tốt của vua quan trưởng giả người ta đốt mà nó đã cháy tắt hết. Mà cái ngọn nến này nó có một tí giọt le lói trong khống trúc mà ở ngoài trời như thế này mà tại sao nó không tắt. Nên tôn giả Mục Kiền Liên loại vội vàng mà ngài cầm cái ngọn nến lên đưa tay vẫy tắt mà không làm sao tắt. Thậm chí mà tôn giả Mục Kiền Liên được gọi là ngài dùng cái năng lực thần thông gọi là khô phong phóng vũ, dùng những gió siêu việt đó mà cũng không thể nào tỏi tắt được. Nên ngài Mục Kiền Liên hết sức ngạc nhiên mới đem cái sự việc đó vào trình thưa Đức Thế Tôn, tại sao lại có sự việc như vậy. Thì tôn giả Đức Phật mới bảo này, này Mục Kiền Liên, ông có biết chăng cái ngọn đèn nến này không phải là ngọn nến bình thường, mà ngọn nến hoa đăng này là một cái tấm nguyện của một cái vị Phật tương lai, của một cái bà lão mà cúng. Bà ta cúng với một cái tâm nguyện không phải tâm nguyện bình thường, mà bà ta cúng với tâm nguyện là cầu hết khổ. Bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời con khổ rất là nhiều, từ khi sinh ra đến bây giờ con rất là khổ đau, chưa từng có một ngày ấm no, chưa có những áo lành để mặc, không có người thân họ hàng, cuộc đời con đã khổ lắm rồi, con không có ước mơ ước gì cao sang trên cuộc đời này, con chỉ ước mong hết khổ. Và Bạch Đức Thế Tôn, bà khóng nguyện đảnh lễ tới 3 lần, con chỉ mong rằng là được hết khổ và cầu mong được giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ giải thoát là cầu của quả vị Phật chứ không phải là quả vị của thinh văn của duyên giác. Các Phật tử nào mà thường thọ trì hàng đêm tụng cái bộ kinh mà thọ trì hàng tối 14 hay là tối 30, con hôm nay phát tâm ngã kim, phát tâm bất vị tự cầu thanh văn duyên giác phước báo, thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam diệu tam bồ đề. Thì đó là một trong những ý nghĩa của cái thời kinh, cái thời mà Hồng Danh Sám Hối bắt đầu cái khó đề Hồng Danh Sám Hối, cũng căn cứ cũng giống như cái lời nguyện của cái bà cụ này. Con hôm nay phát tâm tu tập, không có cầu cái sự giàu sang phước báo của nơi cái cõi trời cõi người, cũng không có tham mê về phước báo của hàng thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát. Và con chỉ mong rằng được cầu chứng đắc vô thượng chứng đại chánh giác A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, tức là cầu thành Phật và giác ngộ. Cái tâm nguyện của bà lão đó thì người bà sẽ là cái tâm nguyện của một cầu của một vị Phật tương lai. Này Mục Kiền Liên, ông là tâm nguyện của một bậc thanh văn. Bậc thanh văn thì không thể nào mà thổi tắt được cái ngọn đèn của một vị Phật tương lai. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy tôn giả Mục Kiền Liên người. Này Mục Kiền Liên, đây là ngọn nến của bà lão ăn mày dâng cúng với tâm nguyện của Bồ Tát, của Bồ Đề Tâm, cầu quả vị hết khổ, quả vị giải thoát giác ngộ. Ông là vị thắng thanh văn, không thể nào dập tắt được tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát được. Như Lai chứng biết rằng vô lượng kiếp về sau, bà lão đó cũng sẽ thành Phật, hiệu là Đăng Quang Như Lai. Thì qua những cái câu chuyện này thì chúng ta biết rằng cái nguồn gốc và cái ý nghĩa của vấn đề hoa đăng, phải gọi là thông qua cái câu chuyện hết sức là cảm động của bà cụ
cúng Phật, cúng đèn cho Đức Phật và cho Tăng Đồng. Và từ đó thì trong các lễ hội về sau thì nhất là những lễ hội lớn thì thường tổ chức cái lễ hội hoa đăng, thì cũng phải là ít nhiều cũng xuất phát từ cái câu chuyện hết sức là cảm động của bà lão ăn mày này. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay đã ngày 9 tháng 11 âm lịch, thì mình còn khoảng chừng một tuần nữa là bắt đầu có cái lễ vía tưởng niệm của Đức Phật A Di Đà, là một trong những cái Đức Phật hết sức là nổi tiếng và là nguồn tu tập của gần như rất là nhiều Phật tử ở đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Và sắp tới thì các Phật tử chúng ta biết rằng trong cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, có đối với ngài cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thì được gọi là có đến 10 cái hào quang của ngài, ánh sáng của ngài, nhiên năng của ngài thì phải gọi có đến 12 loại ánh sáng, hết sức là siêu việt trong lúc mà tu tập Bồ Tát đạo để mà phát khởi lên và tu tập. Thì chúng ta biết nếu mà ai mà hành giả thọ trì mà trong những cái bản kinh mà chẳng hạn quý thầy mà thường thọ trì hàng tỏ thì thường chí tâm đảnh lễ 12 ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, chí tâm đảnh lễ về Nam Mô An Diệu Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thứ nhất được hết sức là được vô lượng, không có thể mà tính đoán được, không có lường được, gọi là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đói quang, siêu nhiệt quang, nghiệp quang, vô sinh vô đói, diễn vô quang. Các Phật tử nào xin tìm hiểu về chẳng hạn như sắp tới cái lễ vía Đức Phật A Di Đà thì các chư tôn đức thông thường cũng sẽ, hay là các Phật tử sẽ được nghe chư tôn hình đức chỉ dạy về ánh sáng siêu việt của Đức Phật A Di Đà có 12 cái đặc tính mà siêu việt, mà không thở ánh sáng nào thở siêu bằng, siêu nhập nghiệp quang Như Lai, ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng không thở bằng được, do công đức trang nghiêm tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên lễ hội hoa đăng mà một khi mà chúng ta tổ chức, xưa nay chúng ta tham dự thì chúng ta tham dự bình thường, nhưng mà khi mà các Phật tử tham dự lễ hội hoa đăng thì ít nhất các Phật tử trong tâm hay nghĩ đến cái hình ảnh mà cúng đèn của bà lão ăn mày, tâm lượng vô biên trong cuộc đời này. Cố nhiên khi mà chúng ta dự lễ hội hoa đăng, ta thắp một cái nén hương hay là dâng một cái bông hoa hay là dâng một cái ngọn đèn ở trước ban thờ gia tiên của mình, hay là trước ban thờ Bồ Tát, hay trước ban thờ Phật ở trong nhà của mình, hay ở tại tinh xá ở chùa, thì lòng chúng ta thầm nghĩ. Trước tiên thì chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ cầu nguyện làm sao cầu cho con được có sức khỏe, cầu cho tâm con được an, cầu cho con được ngon hiền, cho chồng con được mọi việc tốt đẹp, cho gia đình con, cho dòng tộc của con được bình an, vượt qua những cái đại dịch Covid này, những kia, hay trong cuộc sống được bình an, tốt đẹp. Hay là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của hiền thất tổ được siêu thoát, chứng minh cho tấm lòng của mình. Còn cái người Phật tử mà tu tập tốt hơn một bước nữa thì chúng ta hãy nghĩ đến cái ánh sáng, cái hoa đăng, dâng đèn, dâng hoa của cái bà lão ăn mày, bà dâng cái ngọn nến, cái đèn hoa với một cái tâm nguyện hết sức là chí thành, mà không phải cầu bình thường mà cầu hết khổ, cầu để đạt cái sự giác ngộ và giải thoát. Thưa với đại chúng, khi mà tìm hiểu về trong Phật giáo thì chúng ta có một cái ngọn núi rất là thiêng liêng mà các Phật tử mà thông thường mà thọ trì kinh điển trong các bản kinh nhập tụng của do Trung ương Giáo hội soạn để mà trên toàn quốc chúng ta tham dự. Cố nhiên rằng là mọi cái truyền thống đều có những cái nghi thức nghi lễ khác nhau, nhưng mà có cái nghi thức mà chung cho đỡ mà Trung ương Giáo hội thường soạn để mà cho đỡ hành trì chư tôn thiền đức cho đến các Phật tử, và nghi thức cầu an cầu siêu gọi là bản kinh nhập tụng. Nhập tụng tức là kinh tụng hàng ngày, thì luôn luôn bắt đầu cái thời khó trước khi chúng ta niệm hương dâng hoa xong thì chúng ta thường chí tâm đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thanh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Những cái đó, ý nghĩa đó thì chúng ta các Phật tử có thể tìm hiểu. Ở đây quý thầy muốn nhấn mạnh trong cái câu lễ thứ hai, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Để các Phật tử rằng là đại chúng chúng ta để ý trên cái câu là Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát, là con thành tâm đảnh lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát trên cái đỉnh núi Linh Thú, là một cái đỉnh núi hết sức là thiêng liêng ở trong cái thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đàm, mà cái nơi đó Đức Thế Tôn thường ở nơi đó để thuyết giảng kinh Đại Thừa Phật Giáo, như là kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, v.v. Thì đối với những cái hành giả và tu tập mà thiền tông trong Phật giáo thì có một giai thoại về nhà thiền, về một câu chuyện. Một hôm ở trên cái pháp hội Linh Sơn là đỉnh núi hết sức là thiêng liêng, là nơi đó là Đức Phật giảng nhiều kinh điển của Đại Thừa, như là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, rất nhiều kinh điển khác mà Đức Phật đã thuyết giảng, hay là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, các Phật tử nào mà thọ trì kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta tìm hiểu về kỹ oan gia trái chủ của câu chuyện của vua Tần Bà Ta La, của hoàng hậu Vi Đề Hy và người con ngỗ nghịch của mình. Oan gia trái chủ nhiều người được kiếp, đó là vua A Xà Thế, gọi là thái tử A Xà Thế, thì đã diễn ra tất cả ở trên cái đỉnh núi núi Linh Thú, là nơi được gọi là ngọn núi hết sức là thiêng liêng, khơi nguồn cho cái pháp môn tịnh độ, khơi nguồn cho pháp môn về Đại Thừa Diệu Pháp, hay là khơi nguồn cho cái tông của Hoa Nghiêm tu tập, đặc biệt là thiền tông. Thì câu chuyện thiền tông trong Đại Thừa Phật Giáo được kể và được truyền thừa như thế này: một hôm ở trên cái pháp hội Linh Sơn, tức là ở trên cái đỉnh núi thiêng liêng đó, thì thông thường ở mỗi một cái thời pháp, Đức Thế Tôn sẽ lên thuyết giảng một cái chủ đề để chỉ dạy cho đại chúng. Ở đó có vô lượng Bồ Tát, có vô lượng thánh chúng mà thường mình thọ trì á. Nhưng tôi nghe như thế này: một thời nọ Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, hay là một thời nọ Đức Thế Tôn ở tại nơi cái đỉnh núi Linh Thú trong thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của Tần Bà Ta La, lúc bây giờ có rất là nhiều vô lượng vô biên đại chúng mà tham dự, như ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chân Viên, Maha Công Huy La, và cùng với các vị chư đại Bồ Tát, chư vị thánh chúng, chư vị vô quan trưởng giả trời rồng, rất là nhiều phong tham dự. Thì một hôm trên tháp dự cái pháp hội Linh Sơn đó, Đức Thế Tôn ngài không nói một câu nào hết, mà ngài cầm một cái cành hoa sen, ngài đưa lên trên giữa cái chúng. Ngài không có giảng pháp, mà ngài không có nói câu nào, tự nhiên ngài cầm một cái cành hoa sen đưa lên trước đại chúng. Trước chúng chúng rất là đông, vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát, các vị thanh văn duyên giác, bích chi la hớn, trời rồng, vô quan trưởng giả, thậm chí trời và phi nhân, vân vân, câu còn chưa nói. Thì không ai hiểu gì một cái việc gì hết. Thì chỉ duy nhất có một cái người mà tự nhiên ngài mỉm cười. Cái câu chuyện đó được gọi là câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu, rất nổi tiếng trong thiền tông của Phật giáo. Thì ngài Maha Ca Diếp ngài mỉm cười, Đức Thế Tôn mới biết rằng, ngài mới bảo rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực trị chân tâm, kiến tánh thành Phật. Hôm nay sẽ phó chúc lại cho tôn giả Maha Ca Diếp. Cho nên trong cái đọc lịch sử của Đức Phật rằng á, là chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, y bát của Đức Thế Tôn đã được truyền trao cho tôn giả Maha Ca Diếp trên cái pháp hội Linh Sơn. Thì mình đang nói về cái đề tài tìm hiểu về cái ý nghĩa của hoa đăng, thì cái cành hoa sen đối với trong Phật giáo của chúng ta thì hoa sen thì được gọi là cái loài hoa, là loài hoa thiên nhiên nhất. Và cái quốc hoa của đất nước Việt Nam đó, của chúng ta, ở trong đại chúng mình có một người giơ tay để xin phát biểu, thì một chút xíu nữa thì trong cái thời chia sẻ Phật pháp của mình là mình sẽ quý thầy sẽ cùng trao đổi với Phật tử, thì từ 7:30 cho đến khoảng chừng là 9:15 thì quý thầy sẽ dành khoảng 15 phút để chúng ta sẽ có những câu hỏi, có các Phật tử quý thầy sẽ cùng nhau chia sẻ có những thắc mắc gì trong vấn đề tu tập ở trong cái thời pháp hôm nay. Thì trên cái hội Linh Sơn đó thì Đức Thế Tôn mới được gọi là truyền trao y bát cho tôn giả Maha Ca Diếp: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, hôm nay
là phó chúc cho tôn giả Mahakaya. Cho nên trong cái lịch sử thiền tông và trong lịch sử của Phật giáo, của đại thừa Phật giáo, thì các Phật tử thường đọc chúng ta sẽ thấy rằng sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, y bát được trao lại cho tôn giả Mahakaya, thì tôn giả Mahakaya rồi sau truyền đó cho tôn giả là Ananda, và tôn giả Ananda mới bắt đầu mới truyền xuống thẳng xuống tới cái vị tổ thứ 27 là vị tổ Bát Nhã Đa La, mà truyền xuống tới cái vị tổ thứ 28 của đất nước Ấn Độ là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là Bồ Đề Đạt Ma. Trong lịch sử mà truyền thống đó mình đó thì truyền xuống tới cái vị tổ thứ 28, thì sau đó ngài Bồ Đề Đạt Ma mới vượt cái dòng sông Dương Tử. Dương Tử được gọi là sông Trường Giang. Trường Giang Dương Tử được xem là cái con sông nó lớn hàng thứ hai trên thế giới. Nó rất là lớn. Trên thế giới người ta bình chọn cũng chừng có 10 cái dòng sông lớn trên thế giới, như dòng sông Amazon, dòng sông Nile ở bên Ai Cập, hay là bắt đầu mới tới dòng sông Trường Giang Dương Tử, sông Hồng, hay sông ở Mississippi bên Mỹ luôn. Thì khi đó thì cái tổ 28 của đất nước Ấn Độ được gọi tổ Bồ Đề Ma, ngài mới vượt cái dòng sông Dương Tử đó để đi đến đại lục địa Trung Hoa, đất nước dân số đông nhất thế giới. Ngài ở đất nước Ấn Độ là dân số đông nhì thế giới này, nhưng mà đã truyền qua đất nước Trung Hoa, nên ngài mới qua bên đất nước Trung Hoa mà thành lập ra cái thiền tông Phật giáo, và ngài thành lập ra cái chùa Thiếu Lâm Tự, ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và sau đó ngài mới truyền đến năm cái vị tổ phía dưới nữa: tổ Huệ Khả, tổ Tăng Sáng, tổ Đạo Tín, ngũ tổ Huỳnh Mai, rồi mới truyền tới cái vị tổ thứ sáu của là lục tổ Huệ Năng. Y bát của Đức Thế Tôn được truyền ra suốt mạng mạch từ đất nước Ấn Độ, trên đất nước đông nhất của trên thế giới, đất nước Trung Hoa, và sau này hình thành nên Phật giáo thiền tông. Mà các Phật tử là sau này tìm hiểu về 33 vị tổ thiền tông của Ấn Hoa, tức là 28 vị tổ của đất nước Ấn Độ và 50 vị tổ ở đất nước Trung Hoa, trong khi đó ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của đất nước Ấn Độ. 28 cộng với 5 là 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa được truyền ra, gọi là truyền đăng tục diệt. Trong cái ý nghĩa đó thì mỗi khi những cái chư tôn thiền đức hay là các cái vị mà quý thầy các sư á, mà thường mà dâng cái hoa đăng lên để mà tưởng niệm, dâng ý nghĩa hoa đăng là một trong những ý nghĩa là con nguyện rằng sẽ giữ được cái mạng mạch, những cái hương hoa, những cái từ bi, những cái trí tuệ, những cái tinh hoa, những sự giải thoát trong cái ngọn đèn hoa này mà được trao truyền như là y bát từ trên pháp hội Linh Thú Sơn, mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cái cành hoa sen giữa đại chúng. Đất nước Ấn Độ, người quốc hoa của đất nước Ấn Độ là hoa sen trắng, còn quốc hoa của đất nước Việt Nam của chúng ta là hoa sen hồng. Mỗi đất nước đều có một cái loài hoa ánh biểu tượng được gọi là loài hoa của đặc trưng quốc gia đó. Thái Lan thì người ta có những hoa như nhà hoa lan là biểu tượng của đất nước Thái Lan. Còn Việt Nam, Ấn Độ mình được trong cái truyền thống Phật giáo cũng bình chọn là lấy hoa sen hồng để làm quốc hoa của Việt Nam. Trong ý nghĩa mà trao truyền đăng tục diện, mà mỗi các cái bậc chư tôn đức hay các Phật tử mà người ta có sự nghiên cứu về Phật pháp, ngồi vấn đề cầu cho gia đình bình an, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho ông bà cha mẹ của viện thiên pháp, và cũng cầu nguyện rằng hướng về hình ảnh của chư Phật chứng minh, giống như cái nguyện lực siêu phàm của cái bà cụ ăn mày mà Đức Phật phải thọ ký cho bà trong vô lượng kiếp về sau trở thành Phật, điều là nhiên đăng của Như Lai. Rồi còn trong cái truyền thống là từ Linh Sơn, pháp hội Linh Sơn, mỗi một khi mà chư tôn đức hay là những các Phật tử mà có hiểu đạo, mà có nghiên cứu về Phật pháp, mà chúng ta chịu tham dự một pháp hội hoa đăng, dâng cái cành hoa, đèn hoa trước mặt chúng ta, đôi mắt khép lại, tâm từ hướng về mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát được chứng minh, con sẽ nguyện rằng sẽ tiếp nối được truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là truyền cái ngọn đèn chánh pháp từ Đức Thế Tôn trao truyền xuống. Đăng là đèn, tục diệm đó là nói tiếp ở trên pháp hội Linh Thú Sơn để trở về sau này làm sao giữ được mạng mạch của Phật pháp. Tăng thì được gọi là người giữ gìn mạng mạch Phật pháp. Tăng còn thì Phật pháp còn, tăng không còn thì Phật pháp gần như là sẽ biến mất trên thế gian này. Tăng là gì? Có nhiều Phật tử chúng ta không có hiểu cái từ tăng, mà chúng ta cứ nghĩ là tăng là một ông thầy này, ông thầy kia, ông sư nọ, thì không đúng. Tăng là gì? Tăng là một đoàn thể tu tập thanh tịnh, ít nhất
4 người trở lên, xuất gia học đạo, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hiến dâng cuộc đời mình cho chính pháp, ít nhất là 4 người trở lên, và phải có sự hòa hợp và có sự thanh tịnh. Đó là tăng. Cho nên tăng không có chỉ riêng cho một người nào. Cố nhiên trong cuộc sống này có nhiều vị tăng rất là giỏi, cũng có nhiều cái vị tăng mới xuất gia nghiệp chướng đồ, có duyên Phật pháp có một chút, em mới có duyên ở trong chùa 5 năm 7 năm để cạo đầu đi tu, hết duyên lại ra đời. Nhiều khi ở trong chùa cũng có nhiều cái vị tăng cũng có chuyện này chuyện kia đủ thứ hết. Rồi những hình ảnh đó có nhiều Phật tử không có hiểu đạo, cái tiếng tâm không có được lớn, bảo rằng tôi quy Phật quy pháp thôi chứ không có quy tăng, thì không có hiểu được cái tăng gì kia, mà vô tình là mình chỉ quy Phật quy pháp một cái đánh 300, tam bảo là cái đánh 300, mà mình bảo rằng quy Phật quy pháp không quy tăng thì cái đánh 300 là mình bẻ gãy 100, thì Phật pháp cũng sẽ tự hỏi Phật pháp còn hay không á, là ở nơi thế gian này thì phải nhờ vào tăng. Tăng mới giữ gìn được chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, mới giữ gìn được pháp bảo, mới giảng kinh thuyết pháp, mới đại diện cho Phật, cho pháp ở tại thế gian này. Chứ còn không còn tăng á, thì Phật pháp mất luôn. Nên có nhiều người họ tu tập nhưng mà không có hiểu, lại không có duyên, có phúc lại gặp những cái vị thầy, mình nói hơi nặng thì thầy tà mạn ác, vội vàng lên án rằng là tôi quý Phật quý pháp không quý tăng, cái điều đó sai lầm. Thì chúng ta phải hiểu là tăng là một cái đoàn thể tu tập thanh tịnh, ít nhất từ 4 người trở lên, phát tâm xuất gia tu tập thanh tịnh, sống đời sống không gia đình thanh tịnh, xuất gia học đạo, hiến dâng cho cuộc đời mình cho chính pháp, tu tập sống hòa hợp và phải có sự thanh tịnh. Ý nghĩa của tăng là như thế. Cho nên khi một vị tăng hay một vị sư mà tu tập, mà chúng ta dâng một cái ngọn hoa đăng lên chư Phật, chư Đà Bồ Tát chứng minh, thì chúng ta cũng sẽ nguyện rằng phải truyền đăng tục điện, nguyện giữ được cái mạng mặt mà Đức Thế Tôn trên các pháp hội Lưng Sơn, Lưng Thứ Sơn đã thuyết giảng các bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, là kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm Kinh, rất là nhiều bộ kinh điển Đại Thừa nổi tiếng trong Phật giáo, thì được thuyết giảng ở tại nơi trên đỉnh núi Lưng Thứ Sơn. Trong một cái ý nghĩa đó được gọi là truyền đăng tục diện, cũng mang trong cái ý nghĩa đó là cái lễ hội pháp hội hóa đăng mà người con Phật của chúng ta, nhất là các cái bậc mà chư tôn đức, các người các vị xuất gia, thì nguyện rằng sẽ giữ gìn được cái mạng mạch của Như Lai. Cái vị trụ trì trong Phật pháp được gọi là cái lễ trụ trì, có nghĩa là gì? Trụ có nghĩa là trụ pháp vương gia, trụ có nghĩa là trụ pháp vương gia, tức là ở trong ngôi nhà của pháp vương. Pháp vương tức là giáo pháp được đứng đầu trong các cái môn pháp Phật pháp, pháp vương, đấng pháp vương vô thượng, pháp mà mỗi tóm mình thường tọa trì, trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Trì Như Lai tạng là giữ gìn được cái tạng Phật pháp của Như Lai, hay là giữ gìn cái mạng mạch của Phật pháp, là cái vị trụ trì, là chính là cái hình ảnh của chư tôn thiện đức tăng. Mà khi mà trong tham dự cái pháp hội hoa đăng thì chư tôn thiện đức tăng thì mới thường nghĩ tới cái hình ảnh mà Đức Phật đã trao truyền cái ngọn đèn chánh pháp từ trên cái hoa sen trên đỉnh núi Linh Thú Sơn, đã truyền xuống cho tôn giả Mahakali, mà ngài bảo rằng ta có chánh pháp nhãn tại niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, trực chỉ chân tâm kiến tấn thành Phật, hôm nay mà thoát trúc lại cho tôn giả Mahakali, để cho mài ma cái giúp, và sau đó ngài mới truyền đăng tục diệt xuống tới nếp những thứ kỷ về sau như ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên chính vì vậy mà các Phật tử đi các ngôi chùa ở tại Việt Nam hay nhiều nơi trên thế giới, chúng ta thấy ở ngôi nhà thờ tổ có Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma được xem là vị tổ thứ 28 của đất nước Ấn Độ, và ngài đến cái đất nước đông dân nhất thế giới đó, đất nước Trung Quốc, vượt một trong những dòng sông lớn nhất trên thế giới, đi trên một ngọn lâu quẩy một đôi dép nữa. Thì đó, cái đó là cái ý nghĩa rất là vô cùng. Thì các Phật tử sau này có thời gian tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa. Cho nên chính vì vậy mà ở nhiều nơi đất nước Ấn Độ, rồi nhiều nơi ở trong cái nhà thờ tổ ở Việt Nam hay ở Trung Quốc hay Nhật Bản hay ở Đài Loan, Hàn Quốc rồi v.v. là rất nhiều quay. Ở trước là thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, nhà tổ thì thông thường là các cái chùa đó là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là như vậy. Ngài rất là siêu việt.
thành lập ra ngôi chùa nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay là chùa Thiếu Lâm Tự, là Đức Thân Đạt thành lập ra để mà truyền về sau. Thì cố nhiên qua bao thăng trầm của thời gian, của thời cuộc, chúng ta ngày nay chúng ta cũng giữ được những cái mạng Phật pháp rất nhiều là từ cái thời đó. Thì đó là một trong những ý nghĩa thứ hai, và thậm chí ý nghĩa thứ ba cơ bản nhất mà khi các Phật tử chúng ta tham dự cái lễ hội Hoa Đăng. Thưa toàn thể quý Phật tử ở trong đại chúng của chúng ta, thì cuộc đời của mình thì ít nhiều các Phật tử, không ít thì nhiều, mình cũng đã từng tham dự lễ hội Hoa Đăng, mình không biết. Giống như hôm rồi đó, cả quốc gia Việt Nam mới, chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới chỉ đạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tất cả các đoàn thể tôn giáo, tổ chức chính trị trong và ngoài nước, đặc biệt là nước Việt Nam, để tổ chức tưởng niệm cho nạn nhân tử nạn vì đại dịch Covid. Thì nhiều người tham dự cái lễ hội Hoa Đăng mà không biết các Phật tử có để ý điều đó. Cho nên ít nhất là từ hôm nay để chúng ta tham dự được cái loại, nghe được cái, tìm hiểu được cái nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội Hoa Đăng này. Ra phố của Hội An, biết đâu các Phật tử có dịp đi ra phố của Hội An tham dự một chuyến du lịch, tự nhiên có người họ bán ngọn đèn, mua khoảng chừng là 10.000, 20.000 gì đó. Người bình thường thì thả xuống chơi vui thôi, nhưng mà người Phật tử mình chúng ta đã hiểu rồi, thành kính mua ngọn nến bằng ước nguyện tốt đẹp của mình. Hoa là tượng trưng cho những gì tốt đẹp, tươi tốt, hạnh phúc, hưng thịnh, ấm cúng, là từ bi, là bác ái, là yêu thương. Ta nâng ở trên cái bàn tay của mình. Rồi có một ngọn nến trong đó là đắc, là đèn. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho sự hiểu biết, sự thương yêu, tượng trưng cho ánh sáng và tượng trưng cho sự giác ngộ giải thoát. Ha, mình đã hiểu được ý gì Hoa Đăng, mình mua một cái Hoa Đăng, cái đèn hoa đó rồi, mình đặt ở trước ngực của mình, hay là nâng lên trên trán bằng cái lòng thành kính mình thả xuống dòng sông Hồi, hay là ra Hà Nội thả xuống dòng sông Hồng, hay là ở từng ở Sài Gòn thả xuống kênh Thị Nghè giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, hay là ta từng ở nơi biển, nơi sông hay bất kỳ nơi đâu, bằng lòng thành kính ta gọi theo đám mây hương, giống như là chúng ta dâng hương ở trước bàn thờ Phật. Mà ý nghĩa Hoa Đăng trùng trùng điệp điệp về, ta thầm ước nguyện rằng cho cuộc đời ta được bình an, được tươi tốt, được hưng thịnh, như là tươi đẹp như là hoa. Và cầu nguyện rằng con luôn luôn đủ được sức khỏe, đủ được trí tuệ, đủ được ánh sáng, đủ được cái sự giác ngộ tốt đẹp, để cầu cho họ hàng, cho tất cả mọi người và chúng sanh ở trong cuộc đời này. Ngày hôm nay thì lễ hội Thiếu Niên trong Phật giáo được gần như tổ chức quanh năm rồi. Từ cái lễ hội rằm tháng Giêng, tức là Tết Nguyên Tiêu, ở có những pháp hội mà pháp đoại Dược Sư, ngày nay gần như đầu năm là các chùa đều tổ chức lễ hội pháp hội Dược Sư, mua 7 lần 7 49 ngọn đèn làm đèn Dược Sư, thì các Phật tử ít nhiều cũng phải hiểu được cái ý nghĩa Hoa Đăng một chút. Rồi hết cái pháp hội Dược Sư thì chúng ta không thường đến cái ngày lễ, chẳng hạn như một năm chúng ta có 3 ngày lễ của Đức Quan Bồ Tát, đó là ngày này nào, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì thông thường nhiều chùa vì dịch Covid không có tổ chức tập trung được, chứ phần lớn các chùa, nếu mà có nhiều chùa cũng tổ chức lễ hội Hoa Đăng để mà hướng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, lòng đại từ đại bi như thế nào, trí tuệ tầm tinh, cứu khổ cứu nạn như thế nào, qua 12 lời nguyện lớn rộng mênh mông của Đức Phật Dược Sư, 12 lời nguyện của Đức Phật Quan Bồ Tát, chúng ta dâng hương dâng hoa lên mà ta hiểu được ý nghĩa Hoa Đăng rồi thì chúng ta làm việc không có hồi hộp nữa. Cho dù chúng ta có nghèo khổ thì cũng gần như không có ai nghèo khổ bằng cái bà lão ăn mày, bà lão Nam Đàn, mà bà đã làm được cảm động cả trời đất và cả ngài Mục Kiền Liên là thanh văn và đệ nhất thánh tăng nữa, thì cũng không có mừng bà lão được tâm nguyện của bà. Cho nên mỗi một người trong cái chúng ta có rất nhiều cơ hội. Hôm nay là 19 tháng, ngày 9 tháng 11 rồi, còn khoảng tuần nữa là chúng ta biết đâu các Phật tử lại tham dự những cái lễ hội, chẳng hạn lễ hội đời vía của Đức Phật A Di Đà sắp tới đây. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái nguồn gốc và ý nghĩa của Hoa Đăng rồi,
thì chúng ta làm việc bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái trái tim của mình, không làm cái việc nó hồi hộp nữa. Thay vì cái trước kia thấy mình đi tới chùa mình không hiểu được ý nghĩa hoa đăng đó, thì mình thấy người ta dâng mình mắt cũng liếc qua liếc lại coi bà này có làm cái gì, ông kia làm bắt chước làm theo. Còn bây giờ mình đã hiểu được rồi á, thì mình tâm mình nhíp lại, nâng cái ngọn hoa đăng ở trước ngực của mình hay là nâng lên ở trên trán của mình, đôi mắt của mình thầm khép lại và hướng nguyện. Mình cầu nguyện cái gì trước mắt thì phải cầu nguyện thôi, cuộc sống là phải cầu nguyện. Nhiều người bảo đi chùa cầu này cầu kia, thực ra không đi chùa mà không cầu nguyện thì người không có làm cái gì được. Quý thầy cũng là cầu suốt ngày thôi, quý sư cũng vậy, cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Mỗi một thời kinh, trước mỗi thời kinh thì nguyện đem lòng thành kính gửi cho đám mây hương, cũng là phải cầu nguyện. Kết thúc một thời khó tụng tam quy y, tự trở về Phật tám sáng suốt, quy Phật, quy pháp, quy tăng thế nào. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu cho mùa màng mưa thuận gió hòa, tất cả mọi việc, thì chúng ta mới tu tập được. Đã là tôn giáo là phải cầu nguyện, mà tôn giáo mà không có cầu nguyện thì không còn là tôn giáo nữa. Thậm chí bây giờ bất kỳ ở nơi đâu cũng vậy, cái người ở tại mình nói giống như vấn đề chính trị đi, những chuyện mà bắt đầu một cái thời khó chẳng hạn, thậm chí nhiều khi cũng thời cũng đi họp hay là bất kỳ gì đâu, trước bữa họp ta làm gì, những cái lễ hội hội họp lớn hay đại hội đồ v.v. thì phải làm gì, thì phải chào cờ là phải nhiếp tâm, phải gửi cái lòng của mình cho cái hồn thiên sông núi tủ. Mặc dù lá cờ nó chỉ là cái tấm vải không có giá trị gì, nhưng mà nó là cờ đỏ sao vàng của đất nước Việt Nam, thì tượng trưng cho hồn thiêng sông núi của quốc gia của Việt Nam. Mình phải gửi cái tấm lòng mình trong đó, mình nhiếp tâm trong đó. Nhiều khi phải dọn cả da gà lên, mình nhiếp tâm trong đó thì cái lực của mình nó mới tốt được. Một cuộc hội họp, người ta trước khi cuộc hội họp, bây giờ đại hội Phật giáo hay là đại hội của huyện ủy, đại hội của tỉnh hay đại hội quốc gia, trước đó thì cũng phải là anh phải đi viếng nghĩa trang nữa. Phải dâng hương, dâng hoa, dâng đèn lên các anh hùng chiến sĩ đồng bào tử nạn vì quốc đã hy sinh cho quốc gia này. Người một cái vị bí thư, một cái vị chủ tịch hay bất kỳ một cái vị nào ở quốc gia người ở bình thường bên ngoài mà người ta còn làm cái điều đó. Thế đó với người con Phật của chúng ta, thì xưa nay chúng ta có gì vì vấn đề gia duyên bận rộn học hành rồi, chúng ta ít khi mà có dịp mà tìm hiểu được những ý nghĩa trong Phật giáo. Thì trong cái thời bây giờ là đã là 9:15, thì trong cái thời mà Phật pháp hôm nay thì quý thầy cũng thay mặt cho chư tôn đức ở trong ban hồng pháp cũng có một cái buổi chia sẻ về cái ý nghĩa, về nguồn gốc ý nghĩa của lễ hội hoa đăng, mà qua đó các Phật tử chúng ta hãy cố gắng mà lắng đọng tâm tư và bắt đầu từ bây giờ, ít nhất trước một cái thời khó ở tại nhà của mình hay là ở tại tịnh xá hay là ở trong chùa, hay là từ những cái ngày Tết hay bất kỳ ngày nào 30, 1, 14, 15 mình ở tại nhà của mình hay là ở tại tịnh xá chùa, mỗi khi chúng ta dâng một nén hương, dâng một cái bông hoa, cúng một ngọn đèn, thì chúng ta cũng bằng cái tấm lòng, cái trái tim của mình, cái lực của mình, cái phúc đức mình tăng trưởng từ một mà biến là 2, 3, 10, phúc đức vô cùng vô tận. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm qua lo, thấy người ta làm thì bắt chước làm, nhiều người không hiểu, người ta bảo là cúng một ngày chúng sanh rồi kính lại 10 phương trời, 10 phương Phật rồi này kia rồi gì đó, cho con sáng con mắt chặt đầu gói rồi mua một bóng 10 bông mây bóng mắt đấy, còn những luôn tu thì nó không mất cái ý nghĩa đâu. Mình khác với những người thiếu tu không biết thì như thế. Thế nhất từ hôm nay thì các Phật tử ở tại nhà dâng một cái nén hương, dâng một cái đèn, dâng một cái bông hoa cho gia tiên, cho cửu huyền tốc tổ, hay là dâng lên cho Phật, cho Thánh, cho Bồ Tát, cùng chứng minh tâm lòng của mình thì bằng trái tim của mình, bằng sự nguyện lực của mình. Và đặc biệt đó là trong cuộc đời của mình, ít nhiều các Phật tử cũng sẽ tham dự những cái lễ hoa đăng, trong cái lễ viếng Đức Phật A Di Đà, lễ Phật Đản, lễ viếng của Đức Quan Bồ Tát, hay là ở tại đầu năm có lễ Dược Sư cầu an Minh Liên. Tất cả những Phật hội đó chúng ta làm cái gì cũng bằng cái tấm lòng, hay là nghĩ đến hình ảnh của bà lão nghèo mà đã cũng được đèn của Đức Phật, bằng cả cái trái tim, bằng cả tất cả những cái nguyện lực trí thành nhất. Thì cái đề tài chia sẻ về cái ý nghĩa, về nguồn gốc
lễ hội Hoa Đăng thì Đức Thầy xin được dừng ở đây. Bây giờ chúng ta còn đúng 15 phút nữa. Nếu mà trong đại chúng ai có câu hỏi, ai có thắc mắc gì thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, đưa tay lên để xin phát biểu. Thỉnh Chư Tôn Đức chúng ta sẽ được phát biểu, chia sẻ trong thời pháp thoại hôm nay. Hãy Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể Thiên Nam nữ Phật tử. Qua 75 phút pháp thoại về nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội Hoa Đăng, Đức giảng sư đã dẫn chúng ta đi dạo qua một vòng thế giới từ Ấn Độ đến Thái Lan về Việt Nam và ngược xuôi về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với những cái mẫu chuyện đã các Phật tử vừa nghe. Thì với buổi pháp thoại hôm nay, giờ này Đức giảng sư đã ngỏ ý cho các Phật tử vì nào có thắc mắc gì, câu hỏi gì về cái chủ đề thuyết giảng ngày hôm nay thì xin các vị đưa tay lên. Giảng sư sẽ nhìn vào mặt vui tươi đang trên màn hình có bàn tay thì đại đức giảng sư sẽ mời cho các vị phát biểu và đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin mời các Phật tử đưa tay như thế này là nhìn cho cái màn hình của sư phụ, tay giống vậy đó. Vì nào đó cần thì đưa tay lên là đại đức giảng sư sẽ mời một Phật. Một Phật. Vậy là các Phật tử không có thắc mắc và cũng không có hỏi gì ha. Các Phật tử có thắc mắc có hỏi gì thì hỏi liền tới giảng sư đi. Chứ mấy lúc trước mà giảng sư giảng thì các vị không hỏi, chứ chừng sau đó là các vị là hỏi lại sư phổ, sư phổ phải thay thế các vị giảng sư trả lời cho các vị Phật tử. Cũng giống như trong buổi giảng hôm nay là có đề cập tới đức tổ của Đề Đạt Ma vì sao mà có quẩy dép trên vai đó. Năm trước các Phật tử cũng đã có đặt câu hỏi này với sư phổ, và trong cái đó sư phổ là không phải là người giả, cho nên các Phật tử rằng là sư phổ phải thay thế các giảng sư trả lời. Thì hôm nay cũng như thế, các Phật tử cũng có thể là đặt cái câu hỏi nào mà nó liên hệ tới một hè, nó liên hệ tới phước đức, liên hệ tới cái tâm nguyện mà các Phật tử cứ phát biểu. Giống như là bà lão đó là nghèo, nghèo cung, nghèo mạc, nhờ với cái phát nguyện đó là một cái phát nguyện mong cho hết khổ thôi, nhưng mà theo cái nhìn của người phương chư Phật là mong cho hết khổ, đó là cái đại nguyện chứ không phải là bình thường. Đó, nên các Phật tử cứ mạnh dạn mà hỏi. Một Phật, nếu các Phật tử không có đặt câu hỏi gì hết, có nghĩa là thông suốt các cái nguồn gốc ý nghĩa của lễ hội Hoa Đăng, thì xin một lần nữa cung kính đại đức xin mời Phật tử Thu Vân có đưa bàn tay lên. Xin mời cô Thu Vân một Phật. Mở micro lên. Em muốn Phật, em ông xin sư giảng lại cho con ý nghĩa về Đức Phật cầm đóa liên hoa mà không nói gì. Nhưng sau đó thì chỉ có một đức ngài Ca Diếp là mỉm cười. Thì Đức Phật hiểu là ngài Ca Diếp là xuống địa cũng được ý của Đức Phật nói, cho nên mà chúng con không có nghe rõ hồi nãy thì xin sư giảng lại cái đoạn đó ạ. Và cái thứ hai nữa là chúng con xin sư giảng tại sao tổ Đạt Ma lại quẩy một chép để cho chúng con hiểu. Tại vì tất cả các chùa thì bên Bắc Tông á thì cũng thấy đa số là bên thờ của tổ quẩy một chép, mà chúng con thì
A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, câu hỏi của cô Thu Vân vừa rồi cũng là một ý nghĩa câu hỏi cũng rất là hay, nói đến trong cái thời pháp thoại của chúng ta đề cập tới cái thời ý nghĩa của Hoa Đăng. Thì về cuộc đời của Đức Ngài Đạt Ma Tổ Sư đó, Mahabodhi, Bồ Đề Đạt Ma đó, thì các Phật tử có thời gian đi tìm đọc cái cuốn đầy đủ lịch sử của Ngài thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ. Nếu mà chúng ta có một pháp thoại để mình chia sẻ đầy đủ là vì sao Ngài mang một chiếc dép, không phải Ngài có thiếu tiền hay là có Phật tử cũng có chiếc thì Ngài phải đi mua mất chiếc ở đâu. Thì rằng là cái lịch sử của Đức Ngài Đạt Lai Đạt Ma, của Ngài Bodhidharma là ý nghĩa cũng rất là siêu việt. Còn trong cái chủ đề pháp thoại Hoa Đăng của chúng ta ở nay thì đề cập tới cái cành hoa được truyền đăng tục diệu. Và trong cái pháp hội đó, Đức Thế Tôn đưa cái cành hoa sen lên giữa đại chúng và Ngài không có nói một cái câu gì. Nhưng mà Ngài Mahakayip được xem là vị đệ tử trong truyền của Đức Phật cho nên mới hiểu được cái tâm ý của Đức Phật, của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Ngài mới mỉm cười và Đức Thế Tôn đã thấu hiểu được cái điều đó. Cho nên Ngài mới chỉ dạng rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, hôm nay phó chúc cho tôn giả Mahakayip. Thì ý nghĩa trong đó trùng trùng lớp lớp. Thì trong cái thời gian hữu hạn của mình là đủ, thầy chỉ giới thiệu một tí gì để các Phật tử biết rằng ý nghĩa mà Hoa Đăng hôm nay liên quan tới cành hoa sen mà Đức Thế Tôn đã đưa lên trên cái đỉnh núi thiêng liêng trong cái pháp hội Linh Xứ Sơn mà mình thường đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái đỉnh núi nó hết sức là thiêng liêng. Đến núi này mai mốt rồi các Phật tử nào có duyên đăng ký hết dịch Covid là thỉnh sư giáo phổ đi đưa đi qua tới đỉnh núi đó và đảnh lễ luôn. Trên đường đi là sư phổ thuyết giảng 7 ngày 7 đêm, gọi là 2 tuần 14 ngày 14 đêm luôn chứ không phải 7 ngày 7 đêm. Đỉnh núi thiêng liêng tới mức độ nào, lịch sử Bồ Đề Đạt Ma là ngày siêu việt thế nào. Thì từ cái ngày Mahakayip á, Đức Phật truyền trao y bát cho tổ Mahakayip. Cho trong ý nghĩa mà Hoa Đăng truyền đăng tục diễn, trong cái lễ hội Hoa Đăng, người con Phật thì thông thường Chư Tôn Đức thường nghĩ, thường biết được ý nghĩa này, đó còn nhiều Hoa Đăng thì luôn hình ảnh đó cũng xuất hiện về để mình ứng dụng trong cái lễ hội cầu nguyện Hoa Đăng. Từ Đức Phật truyền y bát cho Tôn giả Mahakayip trong cái pháp hội trên cái cành hoa sen đó. Mà các Phật tử ngày nay đi các cái thiền viện đó, có nhiều thì khi Đức Phật ngồi hai cái tay chéo vô ở trên đùi phải không? Trong cái tư thế tiếp già. Nhưng mà có phần lớn các thiền viện thì là thờ Đức Phật cầm cành hoa sen. Các Phật tử thường ở trên, không biết ở trên tỉnh xá mình hay đến chùa Khải Đoan nào cũng có nhiều khi chúng ta thấy hình tượng của Đức Phật mà trồng cành hoa sen. Thì đó là ý nghĩa mà truyền đăng tục diện mà Đức Thế Tôn chung cũng là mang trong một cái ý nghĩa mà Pháp Thoại Hoa Đăng thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu được cái điều đó. Và Đức Thế Tôn đã truyền cho Tôn giả Mahakayip, Tôn giả Mahakayip truyền y bát đó. Các Phật tử nói y bát thì các Phật tử dễ hiểu. Sau này muốn các Phật tử muốn đọc thì hãy đọc 33 vị tổ của Thiền Tông Ấn Hoa hay đọc lịch sử của Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì mới truyền xuống Ngài Mahakayip. Ngài Mahakayip mới truyền cho Tôn giả Ananda, truyền xuống cho Ngài Upakutta Thương Na Hộ Tu, mới truyền tới cái vị tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Thì tổ Bát Nhã Đa La mới truyền tới vị tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Và trước khi truyền y bát cho Bồ Đề Đạt Ma thì vị tổ Bát Nhã Đa La mới nói rằng là con, tại vì Ngài Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử của Ngài Bát Nhã Đa La tổ thứ 27, truyền xuống tổ 28 là của Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử của Ngài Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La mới bảo rằng
có một cái mảnh đất rất là màu mỡ, nơi đó chúng sanh rất là đông, cần phải được khai thị và truyền bá Phật giáo. Đó là cái mảnh đất của Đại Lục Địa Trung Hoa. Cái duyên hóa độ của con ở tại đất nước Ấn Độ này thì cũng đã mãn rồi. Con hãy cố gắng mà đi đến cái xứ đó để truyền bá Phật pháp và ích lợi vô cùng. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã vượt cái dòng sông Dương Tử, dòng sông Dương Tử gọi là những con Trường Giang. Trường Giang là dòng sông rất là dài rộng, là một con sông quan trọng, sông lớn hàng thứ ba trên thế giới sau cái dòng sông Amazon và dòng sông Nil của Ai Cập. Amazon là chảy qua nhiều nước của bên châu Phi, trong đó nước Brazil, hay dòng sông Nil của bên Ai Cập và nhiều cái quốc gia bên phương Tây. Thì cái dòng sông Trường Giang từ ngày đã vượt cái dòng sông Dương Tử và đi trên một cái cộng long như thế nào. Các Phật tử có thể xem bộ phim Bồ Đề Đạt Ma hay đọc lịch sử của Đức Bồ Đề Đạt Ma. Thì gây qua dòng sông Dương Tử mà Ngài lên ngồi trên cái núi Tung Sơn cứu nên diện bích như thế nào, rồi sau đó Ngài mới được lập ra một cái chùa Thiếu Lâm Tự như thế nào, mới truyền trao y bát tiếp cho Ngài Tổ Huệ Khả như thế nào, thành lập ra võ công như thế nào, rất là nổi tiếng Thiếu Lâm Tự mà. Cho nên cái câu chuyện nó dài lắm. Nếu mà chúng ta có một cái đề tài để mà giảng về chủ đề này cũng không hay, mà hay là thì mình phải ít nhất nó không phải là một tiếng đồng hồ vậy đó. Bây giờ mới truyền tới cái tổ thứ Ngài là Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên Ngài được truyền trao y bát từ đất nước Ấn Độ để đi qua đất nước Trung Quốc, thì Ngài lại truyền bá thành lập cái chùa Thiếu Lâm Tự, truyền trao cái thiền tông của Phật giáo rất là nổi tiếng. Rồi truyền tiếp xuống năm cái vị tổ nữa là Tổ Huệ Khả này, rồi Tổ Đạo Tín này, Tổ Huỳnh Mai, rồi truyền xuống tới cái vị tổ thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Kinh Pháp Bảo Đàn nữa, nó nhiều lắm. Thì các Phật tử sau này có dịp. Đó là chính vì vậy mà cái công đức vô lượng vô biên của Bồ Đề Đạt Ma là Ngài là người phát nước Ấn Độ được truyền trao y bát, được trao truyền từ Đức Phật, rồi truyền qua đất nước Đại Lục Địa Trung Hoa, mà đất nước Đại Lục người Trung Hoa thì truyền qua rất là nhiều quốc gia ở trên thế giới, trong đó có Việt Nam của mình. Cho nên chính vì vậy mà trong các nhà thờ tổ thì thường các nhiều rất nhiều ngôi chùa thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, tại vì công đức của Ngài vô lượng vô biên là như vậy. Còn câu chuyện mà Ngài có cái một chiếc dép là nó nhiều huyền thoại lắm. Rồi khi đó mà ngài khi mà ngài trước ngày ngài viên tịch rồi đó, là ngài kêu hết thánh chúng đệ tử đồ trở lại hết. Ngài nói là ta tới giờ là chuẩn bị là đi nhập niết bàn về bên đó. Và trong đó các cái câu chuyện dài lắm, mà trong đó có một cái vị quan tài, cái ngài đã nhập niết bàn, ngài còn là ngài chết rồi nhập niết bàn rồi đó, thì đã liệm ngài trong cái hòm hết xong rồi. Cái tự nhiên lúc đó có một cái vị quan đại thần mà đi qua bên xứ bên Ấn Độ về, đi qua tới cái dòng cái ngày đi trở về phương, đi vượt dòng sông Dương Tử, đi trên một cái đó mà trên vai ngài quẻ một chiếc dép và nói: bạch tổ, ngài lại đi đâu thế? Nói: ta là cái bổn nguyện của ta đã viên thành rồi, bây giờ ta trở về bổn độ bổn quốc của ta để mà tiếp tục cái đi về ở bên Tây phương, ở tại Tây Thiên Trung Quốc, đất nước Trung Quốc thì gọi bên đó đất nước ở bên Ấn Độ gọi là phương Tây. Cho nên là cái trời Tây gọi là Tây Du Ký, là ký sự về hướng Tây, là đi về tại đất nước Trung Quốc, nhìn về hướng Tây đất nước Ấn Độ này. Mà ngài có quẻ một chiếc dép, thế trên đường đi thì cái vị đó mới nói lạ kỳ, mà tổ đi được như bay, quẻ một chiếc dép bay như bay. Thế ngài về là cái chùa Thiếu Lâm, ngài nói: quả sao ta thấy rằng là thấy mọi người treo cờ cho đồ mà tổ chức lễ tang của ngài nhập niết bàn, ngài chế gọi là nhập niết bàn, thì ngài không có tin. Ngài mới bảo rằng là ta mới vừa gặp tôi, ông là một quan đại thần của cái thời triều đại của thế kỷ thứ sáu, trong những về sau cái triều đại nhà Đường, rồi cũng về sau trong những triều đại thứ sáu của Bồ Đề Đạt Ma. Thế thì ngài nói rằng là ta thấy mới tổ đi về phương Tây mới gặp ngài, nên tại sao nó nhập niết bàn không tin. Thì ông là quan mà, ông phải chứng minh cái điều này, ông phải gỡ quan tài ra, thì trong quan tài chỉ còn một chiếc dép. Rồi sau đó cho nên tất cả các cái họ mới chạm các cái hình tượng Bồ Đề Đạt Ma, của Bồ Đề Đạt Ma là hình tượng ngài quẻ dép về tay một cái chân. Đó là nói về cái sự mà chứng ngộ đi đến khứ lai như thị mộng. Tất cả mọi việc chứng ngộ đối với các ngài là tự do tự tại, chứ không có ràng buộc gì hết. Trong quan tài chỉ còn một chiếc dép. Về sau đó là cho nên tất cả các cái trong các cái nhà thờ tổ hay là hình tượng của Đức Bồ Đề Đạt Ma thì là hình tượng của ngài vượt cái dòng sông, đi trên một cái nhánh long, và trên vai ngài cầm cây gậy và cây quậy và quẩy một chiếc dép thôi. Còn một chiếc dép đã nằm trong quan tài, để nói là cái sự mà siêu việt của Đức Bồ Đề Đạt Ma. Và bây giờ cũng đã 9 giờ rồi.
thì câu chuyện nó dài lắm, thì có dịp là các Phật tử có thể đọc chẳng hạn là giới thiệu đọc cái cuốn 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa, hay đọc cái lịch sử của Đức Bồ Đề Đạt Ma, hay là đọc về cái lịch sử của huyền thoại về của cái đỉnh núi Linh Thú Sơn, đỉnh núi Linh Thú. Ở trong này chắc cũng ít nhiều Phật tử đã từng đi đến Ấn Độ, thì đi đến Ấn Độ bao giờ cũng được các quý sư quý thầy đưa đến thăm đảnh lễ, tụng kinh đảnh lễ tại nơi cái đỉnh núi Linh Thú Sơn đó. Đó là núi hết sức là thiêng liêng. Ngoài tứ động tâm, tức là 40 địa điểm thiêng liêng mà đi rung động cả tâm hồn, là nơi Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập niết bàn. Thì có những cái vị trí thiêng liêng nữa, đó là đỉnh núi Linh Thú Sơn, hay là đi tới ngay chỗ Đức Ngài Bồ Đề Đạt, chỗ Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, hay là mình đi đến ngay chỗ Trúc Lâm Tinh Xá. Trúc Lâm Tinh Xá là nơi cái bà lão cúng đèn đó. Thì bây giờ các nhà khảo cổ người ta xác định vị trí đầy đủ hết ở nơi đó. Thì liên quan tới câu hỏi của Phật tử cô Văn đó, thì người ta cũng xin chia sẻ một chút như vậy. Anh Dịch thì cô có thể tìm hiểu thêm để mới hiểu được đầy đủ. Thì một bậc già con, mình xin thời gian tới lúc nào biết dịch bệnh đó, mình xin sư phụ dặn đoàn đi Ấn Độ. Tại vì lần trước con được đi 2 lần, nhưng mà lần đầu thì đi với tour, thì tour thì tìm sư phụ thôi, người ta họ làm theo cách của họ thôi, mình không muốn ở lâu cũng không có được. Lần thứ hai thì con đi với đại sư Minh Đẳng, mà khi Minh Đẳng có mời hòa thượng ở bên Canada, hòa thượng con quên đây rồi, con sẵn thối. Tại vì hòa thượng cũng kính Đức Lan Thầy, thì chúng con được đánh vẽ từ chân núi Linh Thú lên đến núi Linh Thú, từ 5 giờ sáng tới 8 giờ. Nhưng mà chưa có được nghe tiếng Pháp, con cũng thích nghe tiếng Pháp. Cho nên con hy vọng được tới là sư phụ dẫn mà đoàn đi, thì tới nghe tiếng Pháp, sư phụ giảng, cũng con nghe, cũng con Đức Phật thời Đức Phật còn tài thế, chúng con việc theo Đức Phật cũng giống như bà lão tập luyện, phía sau khi được làm con người thì được làm tăng sĩ trước, rồi từ từ là sẽ đến nghe giác ngộ cái đại chúng giác. Và bây giờ kiếp này thì không có được, cho nên là rất là buồn, nhưng mà cố gắng học pháp để mang trong cái tri thức của mình đó tái sanh lại, thì cũng được diễn chánh pháp và được gặp một Phật gia ở trong rung nghe pháp online tối chúng ta, thì trong này có cô Phật tử Dương Hạnh, có Phật tử Ngọc Ký cũng đã từng đi với sư qua bên Ấn Độ, và tới mỗi một nơi thì chúng ta đều có ôn bài lịch sử, có ngồi thiền và có nghe pháp. Đến một nơi nào cũng đều có một bài pháp phục lại cái quá trình hành đạo của Đức Phật hồi xưa. Vậy thì là cái chuyến đi Ấn Độ thì xin hẹn khi nào hết dịch đủ duyên thì sẽ tổ chức cho các Phật tử đi một chuyến. Và trở lại với cái sinh hoạt tới hôm nay, một lần nữa chúng con luôn nghe pháp online hàng đêm, xin được kính tri ân đại đức Thích Quảng Phước, trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Gia Lai, đã đem đến cho chúng con một bài pháp đầy đủ ý nghĩa với cái chủ đề là nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội Hoa Đăng. Và chúng con xin kính trên ơn đại đức, và hy vọng rằng vào tháng sau một chúng nghe pháp online thì một lần nữa cùng tỉnh đại đức Quang Lâm đem pháp lành đến với cho hội chúng. Giờ này xin thành kính cùng tỉnh đại đức giảng sư hồi hướng một bài. Na đem ba công ma đến ma này hướng về con ma tăng đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phật đạo. Một Phật xin kính mời các Phật tử chấp tay và nở một cười tươi đại đức giảng sư về hồng lưu dùng nước. Xin kính thưa chị em thầy Quảng Phước. Chúc sư các Phật tử mọi đêm tốt lành nhé. A Di Đà Phật.